Nếu là Khôi, cô có làm được như những lời mình vừa nói không? Khôi đã làm được, Trâm biết không? 12 tuổi, mẹ Khôi đã qua đời vì một cơn bệnh đột ngột. Rồi, trong một lần đi học về, vì quá nhớ ba, Khôi mới ghé sang công ty của ba. Vô tình bắt gặp ba và một người phụ nữ khác đang hôn nhau trong phòng á. Lúc ấy Khôi làm gì? Lúc đó hả? Khôi ghen lên chứ sao. Khôi ghen cho mẹ và ghen cả cho mình nữa. Hèn gì mà ba cứ vắng mặt ở nhà hoài à. Để Khôi một mình trong căn nhà rộng thênh thang với một người giúp việc, Khôi cảm thấy tủi thân, vừa chạy thẳng về nhà nằm vùi mà khóc á. Rồi sau đó thế nào nữa? Mình đã mất nhiều ngày suy nghĩ, và cuối cùng mình cũng hiểu ra được, Khôi không thể quá ích kỷ để ba phải cô độc trên thế gian này. Vậy là Khôi đã chấp nhận, không còn ghét ghen, nên Khôi đề nghị ba Tục quyền bước thêm và mang người kia về sống chung nhà, để cho ba vui gia đạo thuận hòa. Nhưng ba Khôi nói là đang chọn lựa, tìm hiểu tánh tình mới đi đến hôn nhân. Đã mấy năm qua Khôi chưa từng được gặp mặt của người ba thật sự yêu thương. Nếu chậm như Khôi sẽ không để yên, quậy phá tới cùng chứ không chung sống. Bởi đâu mấy đời bánh trúc có xương, vì mẹ kẻ không thương con chồng được. Tánh tình khác nhau không sao hòa hợp, có khi lợi dụng gia tài sản nghiệp, chứ đâu nhân từ như mẹ ruột của ta. Nghĩ như Trâm vậy chắc là thế gian sẽ không còn ai tốt bụng thật lòng. Quan niệm hai ta lại chẳng tương đồng. Khôi không tin thì thôi, đợi khi tình cảnh của Khôi bi đát đi, rồi thì suy nghĩ của chúng ta mới có điểm tương đồng được. Trâm giận Khôi đó à? Ai thèm giận. Chúng ta tranh luận thôi mà, không có giao giận nha. À thôi, Trâm ngồi đây. Ừ, để Khôi vô lấy nho cho Trâm ăn nha. Anh cũng ăn nho nữa hả? Ừ, Khôi thích ăn nho lắm á. Vậy là mình giống nhau rồi đó. Đợi Khôi một chút nha. Ê, Trâm à, quyển sổ đó Trâm đừng có xem. Sao vậy? Đừng có hỏi tại sao, trả nó lại cho Khôi đi. Nhưng mà Trâm muốn xem thì sao? Đừng mà, đừng có xem. Trâm xem rồi Trâm hối hận đó. Cái gì mà dữ vậy? Trâm sẽ không hối hận đâu. Trâm xin lỗi nha, Trâm tò mò hết chịu nổi rồi nè. Đừng mà, đừng có xem mà. Trâm coi. Nhật ký viết cho người tôi yêu Quỳnh Thị Bích Trâm. Đó, đã nói đừng có xem mà. Đúng rồi, lẽ ra Trâm không nên xem. Nhưng mà Trâm... Nhưng mà sao? Trâm... Trâm đâu có hối hận đâu. Hả? Hả? Trâm vừa nói gì? Trâm không có hối hận hả? Không, Trâm không bao giờ hối hận. Tại sao vậy? Tại vì nếu lòng tò mò của Trâm không mạnh mẽ, nếu Trâm sợ hối hận thì làm sao Trâm biết được là hiện nay có một người đang nhớ trộm thương thầm. Nắng tình bích trăm lại không ngờ là đừng Khôi bạn cùng học chung nhau đã bao ngày dắt vào mến thương. Trâm làm Khôi
thôi bối rối quá à. Hiện giờ đây trăm hiểu ra tâm lòng của Khôi, từ bấy lâu nay yêu bích trăm đậm đà khó vơi, ước mong nên đôi để cho hai ta như chim trời quyền bay trong nắng ấm. Khôi à, Khôi có thật lòng nhớ những lời vừa mới nói hay chưa? Trăm đừng băn khoăn nhiều, đã có yêu ai thì không sao thay đổi. Nhưng mà chẳng chỉ sợ Khôi nói yêu bằng câu chốt lưỡi đầu môi. Trâm ơi, anh muốn sao cho Trâm phải là của đình Khôi mai mai. Mỗi khi em cười cợt thì bạn trai là lòng anh tê tái, như ai dò xe con tim cho vợ dùng tan tành. Nhưng anh nghĩ ra trăm nào phải đâu là của riêng mình, vì thế nên anh phải cam đành lặng lẽ quay mặt chẳng dám nhìn khi gục thắt lòng đau. Bài tỏ ân tình dấu kín tờ bấy lâu nay, nhưng chẳng biết làm sao để thổ lộ mở đầu. Chỉ ngại ngùng và hồi hộp lo âu, sợ giấc mộng tình hòa tan theo mây khói. Em tin nói nơi anh yêu mất thật lòng, mong cứ chi cơ hồng gìn giữ đồng răng bó trăm năm. Dù cho gió mưa bão bùng nguyện một lòng thủy chung thì nghe tim mình ngập tràn hạnh phúc. Nếu mai sau này mình duyên lấy phong ba, vọng em vẫn không phải nhòa và sẵn sàng để anh vượt qua. Em hãy nỡ nàn lòng tình chúng mình, tràn đầy sức sống như một đóa hoa dương mình trong nắng ấm, cho đường xót quê hương tươi tắm mãi trong đời. Dù mai đây có vật đổi sao dời, cũng không thể cách ngăn duyên tình đôi lứa. Dẫu mưa gió bão bùng hay nghịch cảnh trái ngang, đừng chia lìa như chức nữ lưu lang, để nhạc phân ly cứu sầu lẻ lông. Chỉ có bức trăm là niềm tin yêu, hy vọng sẽ mang đến cho anh nguồn vui sống trên đời. Ta sẽ nguyện bóng chung đôi như chim trời liền cánh. Tình ta đẹp không gì so sánh, như ánh trăng vàng tỏa sáng mặt hồ thu.
đêm du như ai thân. Ủa, thì ra là con ở đây. Mẹ đến trường tìm con, chờ từ lúc học sinh tan ra như đàn bướm cho đến lúc chẳng còn một ai, sân trường vắng que. Mẹ thật sự lo lắm đó. Thì ra là con ở nhà. Mẹ ơi, hôm nay cô giáo dạy tiết cuối đã bệnh, cho nên tụi con được về sớm đó. Hôm qua mẹ có hẹn trưa nay đến đón con đi dùng cơm, con còn nhớ không? Ừ? Dạ nhớ chứ. Con về nhà có điện đến công ty, nhưng mà người ta nói mẹ đi vắng rồi, vì vậy nên con không thể nhắn mẹ. Không sao, mẹ không phiền gì chờ con đâu. Ý, mẹ ơi, chiếc nhẫn này. Chứ con thấy chiếc nhẫn này rất có đẹp không? Đẹp lắm mẹ à, xứng với bàn tay của mẹ lắm đó. Nhưng mà mẹ ơi, ai đã tặng cho mẹ vậy? Không, có ai tặng cho mẹ đâu. Con thích không? Con thích hả? Mẹ cho con đó, con đeo đi nha. Ôi, không đâu, con không có muốn đeo đâu. Con đeo rủi mất thì thật là buồn lắm. Sao vậy con gái? Hôm nay mẹ trông con có vẻ không vui, hay là tối ngủ quên đắp mền rồi chứ gì để cảm lạnh phải không? Mẹ đừng có lo, con không có sao đâu. Đêm qua khó ngủ, bây giờ con ngủ nhiều hơn. Vậy thì con ngủ đi, chiều nay mẹ được nghỉ, chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn. Sao hôm nay bỗng nhiên trong lòng mình đang linh cảm có một điều không hay nào đó rồi sẽ xảy ra. Rõ ràng là mình nhận thấy mẹ có một điều gì thay đổi, nhưng mà cũng cầu mong cho những điều mà mình nghi ngại là vô căn cứ, là sẽ không bao giờ xảy ra cả. Bích Trâm ơi, con ngủ chưa? Dạ con chưa ngủ. Cảm ơn con. Món quà của con tuyệt lắm, chiếc bánh kem còn nguyên trong tủ lạnh nữa kìa, xinh lắm. Vậy mà mẹ lại bỏ qua tất cả những gì mà con lo trong mấy bữa dài, muốn sao cho vui lòng của mẹ. Vậy mà mẹ lại quá vô tâm, khiến cho con phải buồn phải giận. Thật mẹ đây vô cùng mối hận, lòng thành mẹ chẳng biết nói sao. Con dám đâu giận phiền chi mẹ, bởi từ lâu mẹ mãi mê làm việc. Con sợ rằng ngày sinh mẹ quên mất, nên đã âm thầm lo chuẩn bị đối thôi. Bởi con mong gây sự bất ngờ, và lại còn thú vị cho mẹ vui. Nhưng chẳng thành công con chua xót trong lòng. Thật ra mẹ nhớ ngày sinh nhật đó hay không hả mẹ? Nhớ, mẹ nhớ chứ. Bích Trâm à, con ngoan lắm, mẹ yêu con. Chúng ta ra ngoài ăn bánh đi con. Mẹ sẽ nhận quà và ăn bánh của con. Tất cả không có gì là muộn màng hết con à. Nhưng hôm nay đã qua ngày sinh nhật của mẹ rồi. Không muộn, chỉ cần chúng ta nghĩ không muộn thì sẽ là không muộn đâu con. Nhưng mà mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ điều này nè. Điều gì vậy con? Mẹ sẽ không bỏ con chứ? Ừ, tại sao mẹ lại bỏ con? Con là con gái duy nhất của mẹ mà. Con đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Thật con không có nghĩ vớ vẩn đâu. Nhưng mà con có một đứa bạn, mẹ của nó vừa tái giá. Mẹ có bao giờ mẹ nghĩ rằng rồi đây mẹ sẽ tái giá không mẹ? Sao con lại nghĩ đến chuyện này vậy hả? Mà nếu như mẹ của con sẽ tái giá thật thì con nghĩ sao? Con sẽ không nghĩ sao hết á. Bởi có còn gì nữa đâu mà suy nghĩ hả mẹ? Trong khi mẹ của mình đã cố tình muốn
bỏ rời con, thì chắc con sẽ thất vọng não đề và lại còn khổ đau. Đâu có chuyện ấy bao giờ, con cũng đừng ngại lo, bởi mẹ nay chỉ còn công việc và hết lòng lo lắng cho con. Tuổi bóng mười sắp xế bóng rồi, như mặt trời về non tây. Sự thật hay để cho con vững dạ tin lòng, mẹ thương con sông biển nào bằng, con yên lòng đừng băn khoăn. Mẹ à, mẹ đã nói thật rồi hả? Vậy thì bây giờ con có thể yên tâm rồi. Mẹ à, con xin lỗi mẹ nha, vì con đã nghi ngờ mẹ. Thật sự thì con sợ mất mẹ lắm, con chỉ muốn mẹ mãi mãi chỉ là của một mình con thôi à. Mẹ có hứa với con không? Ừ, mẹ hứa. Thương mẹ quá à. Con yêu mẹ nhất trên đời. Thôi để con ra con dọn bánh để chúc mừng sinh nhật của mẹ nha. Trời ơi, tại sao lại như vậy chứ? Đình Chương ơi, con gái của em thật trai ngược với con trai của anh rồi. Chắc em sẽ không đủ can đảm để nói với nó một lời nào cả. Đình Chương ơi, đứng trước hoàn cảnh này, em biết liệu sao đây? Ba mới về hả ba? Ba chỉ ghé một chút á rồi sẽ đi liền, không phiền con chứ? Dạ không đâu. Ba, ba uống bia hay là nước ngọt vậy ba? Lấy nước suối cho ba. Sao, con dạo này thế nào? Dạ con vẫn khỏe ba. Con đủ tiền xài không con? Nè, lên đại học rồi á chắc phải xài tiền nhiều hơn á. À, để rồi là ba sẽ cho con thêm nữa. Con cảm ơn ba. Ba, con không đi nước ngoài du học, ba không buồn chứ? Không có gì, tất cả ba tùy thuộc ý thích của con thôi. Cố gắng nha con, sau này sự nghiệp họ Lâm ba sẽ truyền lại cho con đó. Xin ba yên tâm, con sẽ không bao giờ làm phụ lòng mong mỏi của ba đâu. Ừ, tốt, tốt lắm. Nè, dạ. Con, lần này ba ghé có một việc quan trọng cần bàn với con. Chuyện gì vậy ba? Ba ba sẽ cưới vợ. Hả? Ba cưới vợ? Vậy thì con xin chúc mừng cho ba đó. Ba đã 50 tuổi rồi, đám cưới một lần nữa đó, con nghĩ xem coi có bị người ta cười không con. Ba ơi, lập gia đình ở tuổi nào mà không được hả ba? Ba lo chỉ điều đó. Sau cùng thì dì ấy cũng nhận lời kết hôn với ba rồi phải không? Vậy ba định chừng nào tổ chức lễ cưới hả ba? Ngày giờ thì ba chưa chính thức định đoạt, nhưng cũng gần đây thôi. Khoảng 1-2 tháng sau, lần này thì ba không thể nào kéo dài thêm nữa được. Ba, sao lễ cưới rồi dì ấy với ba có về nhà chung sống với con, hay là
ba cũng chỉ ở riêng thôi hả ba? Chúng ta đã vẫn sống như từ trước đến nay, bởi ba không về đây ở được, sợ xúc phạm vong linh mẹ con chung suối vàng. Ba chỉ thường lui tới thăm nom, còn con muốn ghé ba lúc nào cũng được. Đợi con lớn hẳn rồi và học thành công, ba chuyển cho con quyền sở hữu căn nhà này. Ba là người thấy xa hiểu rộng, nên tin làm sao con cũng phải vâng lời. Con chịu hiểu ba đã còn ngoan ngoãn như vậy, ba rất vui mừng và sung sướng lắm thầy. Nè, tối thứ bảy này đó con sang chỗ của ba nha. Dì của con á, tự tay làm những món ăn á, mà cha con mình ưa thích. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc gia đình thân mật. Điều này á, thì con chờ đợi lâu lắm rồi đó ba. Mấy năm nay con rất muốn biết mặt của dì á. Con muốn xem dì có đẹp không, có hiền hậu và yêu thương ba như là mẹ của con ngày xưa không đó. Mẹ của con là người đàn bà mà ba thương yêu và quý trọng suốt đời. Còn dì chính là người phụ nữ có nhiều ưu điểm mà ba đã không lầm lẫn khi chọn lựa. À con ơi, con nhớ tối thứ bảy đến chỗ của ba nghe con. Dạ. Bây giờ ba về. Dạ. Tối thứ bảy này con sẽ đến ba. Mẹ ơi, chắc chắn là mẹ đã hay được ý định của ba. Mẹ không buồn chứ mẹ? Con tin rằng mẹ cũng giống như con nè, chúc mừng cho hạnh phúc mới của ba. Hai mẹ con mình chúc mừng cho ba nghe mẹ. Hy vọng là ba có được sự vui vẻ đến cuối cuộc đời. Anh Khôi. Ủa, Bích Trâm, em đi đâu vậy? Thì em đến thăm anh một chút cũng không được nữa sao? Hay là... Bích Trâm à, không phải gì đâu. Bởi vì anh nghĩ là em không bao giờ đến với anh giờ này, nên anh hơi bất ngờ một chút vậy thôi mà. Chứ còn anh rất mừng vì vừa gặp em, nhưng anh nghĩ sắp gần nửa đêm, em thì ở nhà chắc là ngủ ngon, đâu có biết em còn đến đây. Từ khi chúng mình yêu mến, ta trao đổi mộng ân tình, em luôn ghi khắc bóng hình. Đêm nay nhà chỉ một mình, nên buồn quá em tìm đến anh. Ủa, vậy còn bác gái đâu? Mẹ em đã điện cho em, bảo là bận công việc nên đêm nay không về nhà được. Vậy à? À, bà Bích Trâm nè, vừa rồi á, ba anh cũng đến đây nữa đó. Bác trai đến đây để thăm anh à? Phải. Và ba anh còn báo cho anh một tin vui nữa. Tin vui gì vậy anh? Ba báo cho anh biết một ngày gần đây ba anh sẽ cưới vợ. Nhờ bảo là tối thứ bảy đến nhà của ba anh trước để biết mặt của dì, sau đó dùng một bữa cơm thân mật. Vậy sẵn đây, anh muốn em cùng đi với anh được không? Anh nói gì? Chúng ta cùng đi đến đó. Không được đâu. Sao vậy? Ba của anh cưới vợ, đó là tin vui. Khi nào người tổ chức tiệc cưới, em nhất định sẽ đến dự. Còn bữa tiệc tối thứ bảy này là bữa tiệc thân mật của gia đình anh, chỉ những người thân, chớ còn riêng em nay với người ngoài. Xen vào tiệc vui thật là khó coi lắm. Em nói vậy á thì không có đúng đâu. Rồi đây á, em sẽ là nàng dâu mà, nên phải đi cùng anh để đến nơi. Chưa biết gia đình sao dự tiệc vui, anh sẽ đứng ra giới thiệu hẳn hòi nè, cho ba già gì biết mặt của em. Thôi đi, như vậy thật là kỳ lắm. Anh thì thấy chẳng có chỗ nào kỳ hết á. Anh tin chắc á, có thêm em thì buổi tiệc sẽ vui hơn. Người ta đã nói là kỳ rồi mà anh cứ bắt ép hoài hả? Phải á, anh nhất định ép em cho bằng được à. Thôi được, em sẽ đi cùng anh. Nhưng mà em nói trước nha. Sao? Có gì mất vui đừng có đổ thừa cho em à nghe. Ok, có gì anh đưa ngược ra lạnh hết á, không liên lụy gì tới em đâu. Vậy được chưa thưa tiểu thư? Ghê quá à, anh giỏi nịnh đầm lắm á. Ghét hả? À, ghét à, con gái nó ghét là thương. À, cái anh Khôi này. Hả? Con nói sao? À, vậy à,
À được rồi, chúc con vui vẻ nha. Em yêu, nghe em nói chuyện vui vẻ như vậy đó hả, chắc con gái của em cũng đang vui vẻ đó. Em bỏ nó đi hoài, lòng em cảm thấy áy náy. Cũng may tối nay nó có bạn bè rủ đi chơi ở đâu đó. Gần đây con bé nó còn nghi ngờ em không? Dường như không. Em bận rộn nấu nướng từ chiều đến giờ, cũng nên ngồi nghỉ một chút đi em. Độ 10 phút nữa là Đình Khôi nó sẽ đến. Tiếp chuyện với thằng nhóc đó hả, anh bảo đảm em sẽ thấy dễ chịu. Không hiểu từ lúc nào mỗi khi mà anh trò chuyện với Đình Khôi đó nghe, anh đều có cảm giác là nó vừa xem anh như là cha, lại vừa xem như một người bạn chí thân. Nó luôn cởi mở, còn thật là mật thiết, khiến cho lòng anh thoải mái hân hoan và lại thêm sảng khoái vô cùng. Nếu so về chàng hoàng tử của anh và nàng công chúa của em, thật cả hai một trời một vực. Cứ mỗi lần anh trò chuyện với con trai thì lại nghe sảng khoái tinh thần, còn khi đến gần với con em muốn nói ra chuyện của chúng mình, nhưng mãi đến bây giờ vẫn lặng thinh. Riết rồi em cũng không hiểu là tại em hay là tại con gái của em nữa. Có lẽ cũng tại em một phần. Anh hiểu, giữa người mẹ và một cô con gái bao giờ cũng mật thiết hơn người cha và một cậu con trai nhiều. Em vì quá yêu con, quá lo lắng cho con cho nên không nỡ. Tấm lòng của người mẹ vốn là một kỳ quan tuyệt hảo nhất kia mà. Phải, chỉ vì em quá yêu thương nó mà thôi. Nhưng con gái em đã lớn, nó nhất định sẽ hiểu cho em mà. Anh sẽ cưới em và chúng ta sẽ có những tháng ngày hạnh phúc. Ê kìa, chuông cổng reo. Chắc là chú nhóc nó tới rồi đó. Được, chú nhóc này đúng hẹn à nha. Để anh mở cửa cho. Em vào trong dọn thức ăn ra, mỗi người một việc nha. Đi em vô đây. Em run quá à. Đừng có run của anh mà. Dạ thưa ba, đây là bạn gái của con. Nhân tiệc vui tối nay á, con muốn giới thiệu cô ấy với ba và dì được biết luôn thể. Vậy à, con thật biết tận dụng hoàn cảnh ha. Con giống bà. Dạ, con chào bác. À, bác rất vui khi được quen biết cháu. Nè, các con cứ tự nhiên, để bà vào trong á, gọi dì con ra giới thiệu nha. Dạ. Đó em thấy không, ba anh vui tính ghê không. Trời ơi, anh này chết bây giờ đó. Tối nay á, em xinh đẹp lắm em biết không. Nhưng mà anh không có được hôn bừa bãi mất trật tự nhau. Ở đây có ai thấy đâu mà em lại mắng anh nặng lời dữ vậy. Đợi có người thấy thì còn có gì để nói nữa chứ. Thôi được rồi, vậy thì anh sẽ làm lại người đàng hoàng ha. Nè, bây giờ á, Bích Trâm hãy nói cho anh được biết qua những điều nhận xét. Nãy giờ em đã đến đây và biết mặt của ba. Vậy em, đâu em nói rành ý kiến coi. Em thấy ba anh ông ấy như thế nào? Ba anh quả đúng là nhà doanh nghiệp sang giàu. Doanh nghiệp hả? Tại sao mà em lại dùng cái câu ấy chứ? Em nói đây chẳng đúng sao nào? Anh Khôi nè, biệt thự mà anh ở thật lớn lao, trông qua xinh đẹp quá nhưng kém xa ngôi biệt thự này. Nếu nghèo thì ai lại sắm chi hai ngôi biệt thự lớn và khang trang lộng lẫy vô cùng. Nhưng anh nay muốn biết ý của em, nhận xét ba dùm. Nói về ba của anh thì dốc người đỉnh đạt, cởi mở, quạt bát, lanh lẹ. Tóm lại, nếu em là anh, em sẽ tự hào về người cha này. Chứ sao? Phong thái của ông cho thấy ông là một người luôn luôn thành công. Ừ,
Vậy thì em còn chần chờ gì nữa mà không nhận lời cầu hôn của anh chứ? Để em được trở thành con dâu của ba anh. Em đã nói rồi, khi chúng ta học chưa thành tài thì đừng bàn đến chuyện này, anh có nghe rõ không? Yes madam. Tề chỉnh một chút ba của anh trở lên kìa. Đình Khôi. Dạ. Đây là dì của con, từ nay chúng ta là người một nhà. Dạ. Con chào dì. Chào con. Còn đây là bạn gái của Đình Khôi. Đó, em trông con bé có xinh không? Bích Trâm. Mẹ cũng không ngờ là con. Con cũng không ngờ là mẹ. Thì ra con gái của mẹ đã có bạn trai. Việc đó thì nào đáng chi khi so với việc mẹ tái giá. Giờ đây thì đã rõ rồi, mẹ cần người đàn ông này hơn con gái. Mẹ sắp ruồng bỏ con, nhưng con nào hay biết. Vậy mà bấy lâu rồi con vẫn tin những lời của mẹ đã hứa. Nay hiểu thật ra thì mẹ khác chi những bà mẹ tầm thường. Mẹ nói một đường nhưng lại làm một ngã khác hơn. Sao con nặng lời với mẹ đây? Lẽ ra con phải hiểu cho mẹ mình, ai mẹ có điều cần giải thích với con. Bích Trâm, con hãy nghe mẹ nói đi. Con không nghe. Con không nghe. Từ nay con không còn nghe một lời nào của mẹ nữa cả. Con không nghe đâu. Con sẽ không nghe mẹ nói đâu. Con Trâm. Con Bích Trâm. Đình Khôi, con mau chạy theo Bích Trâm khuyên nhủ nó đi. Đi đi con. Dạ. Dạ. Chết em rồi anh ơi. Không sao đâu, Bích Trâm sẽ không hề gì đâu. Đã có Đình Khôi chạy theo nó rồi, em đừng có lo nhiều quá mà. Bích Trâm là một con bé bướng bỉnh, em chỉ sợ nó không nguôi ngoai được. Lần đả kích này thật lớn lao đối với nó. Đình Chương ơi, anh có thể định mệnh qua khắc khe với chúng ta không? Chuyện giữa em và con gái chưa giải quyết xong thì nay lại sanh thêm chuyện đau lòng này nữa. Bởi Đình Khôi và Bích Trâm chúng nó đã yêu nhau. Câu chuyện xảy ra thật là rắc rối. Hiện nay đây có cách nào giải quyết vẹn toàn giữa chúng mình và cả với hai con? Đình Chương ơi, tại sao anh lại lần tiếng im lời? Hãy cố nghĩ suy tìm cách giải quyết, chứ nếu không thì chắc em phải chết đi. Hiện tại anh chưa nghĩ suy tìm được cách nào, nhưng em chớ nên lo lắng chi nhiều. Chẳng có sao đâu, em đừng nên âu sầu bi lụy. Rồi đây tất cả việc gì đều cũng sẽ êm xuôi. Nếu nói như anh biết đến bao lâu mà trong mà đợi, hay ta chia tay là phương pháp dẹn
phải khổ đau khi gian dở duyên tình. Giang thu ơi, khúc nhạc ai bi chớ trôi lên chi cho đau sầu. Giả diết ta đã sống thầm lặng heo vôn như trăng tròn, rồi lại khuyết từ thuở mái tóc xuân xanh cho đến nay điểm bạc mây trời. Sông gió cuộc đời cần phải tựa vào nhau để tạo niềm hạnh phúc. Khi tôi sắp về chiều xe bóng nhanh dâu, chúng nó còn lửa tuổi đang xuân, rồi đấy sẽ tìm được một duyên tình thích hợp. Còn anh với em bao nhiêu năm vất vả không thể vì một nguyên do mà đôi ngã đôi đường. Giờ đây chúng đã yêu nhau, hai ta nỡ nào để con đau khổ. Ngày nay ta cam chịu hy sinh, em chớ vội vàng mà ngăn cách tình ta cho xót xa đau buồn và nghẹn ngào lệ tuôn. Sở trong họp ngẫu nhiên cho nát rửa tan lòng. Bước đường đời chúng ta đi gần một nửa thì phải cho mình cái quyền hưởng hạnh phúc bên nhau. Xa anh rồi lòng em luôn khổ đau, nhưng giờ phải liệu thế nào được đây? Giáng Thu à, em hãy nghe anh đi, đừng bi lụy nữa. Chúng ta hãy cố gắng giảng giải thuyết phục con gái của em. Hãy hứa với anh đi Giáng Thu. Vâng, em hứa, em hứa với anh. Anh cần em, anh không thể thiếu em được. Giáng Thu, em Định Chương, anh. Cô Thu à, không thể gắng sức thêm được nữa đâu. Cô hãy về phòng nghỉ đi. Mấy ngày qua cô đã vì Bích Trâm mà xanh xao vàng giọt lắm rồi. Tôi lo cô chịu không nổi sẽ ngã bệnh đó. Không đâu chị Năm, tôi nhất định ở chỗ này. Nếu như Bích Trâm nó không chịu ra khỏi phòng, không chịu ăn uống, thì tôi dù có ngã chết tại đây tôi cũng cam lòng. Trời ơi, cô nói điều gì mà quái gở vậy? Thiệt, tôi không có hiểu nổi hai mẹ con của cô à. Tại vì sao ra đến nông nỗi này? Suốt mấy bữa con Bích Trâm ở biệt trong phòng chẳng ra uống ăn thứ gì. Còn cô đây khóc than xấu dột, cũng chẳng uống thêm chẳng ăn, với lại cứ ngồi nơi đây suốt đêm lẫn ngày. Sao hóa ra kỳ, không biết qua chuyện gì bỗng nhiên rồi cả hai mẹ con như mặt trời mặt trăng. Trời đất ơi, còn Bích Trâm nữa. Bích Trâm à, Bích Trâm, có phải con muốn giết chết mẹ con rồi mới vừa lòng hay sao? Bích Trâm, mở cửa đi con. Chuyện đã xảy ra rồi, con có thông cảm hay là không thông cảm cho mẹ thì cũng không nên rút đầu im lặng như vậy. Xưa nay con không phải là một con bé yếu hèn và hay im lặng. Bích Trâm, tại sao con không hiểu cho mẹ? Tại sao trên thế giới này triệu triệu người, tỷ tỷ người đều có quyền yêu, còn mẹ của con, mẹ của con thì không chứ? Phải, mẹ không nói sai, mẹ có quyền yêu, nhưng mà mẹ không nên lừa dối con, mẹ không nên bội tín với con. Mẹ, con xin hỏi mẹ, mẹ có còn nhớ những lời nói trước kia? Chuyện hôn nhân không còn thích hợp, bởi vì mẹ của con trai tuổi sắp về chiều. Bây giờ thì mẹ chỉ lo săn sóc con cùng việc chính mẹ đã nói kia mà. Mẹ không hề phủ nhận đâu, vì
thật đã lâu rồi. Con không tin lời mẹ biện minh, chẳng những mẹ làm cho con thất vọng mà còn làm tan nát lòng con. Lâu nay con cứ đinh ninh rằng mẹ là người tuyệt hảo trên thế gian. Nhưng bây giờ thì con đã hiểu được rồi. Mẹ đã diễn cớ này cớ kia để bỏ con ở nhà mà đi với người tình. Thế mà con cứ ngỡ rằng, con cứ cho rằng con là nhất ở trong mẹ rồi. Chứ con đâu có ngờ rằng người đàn ông kia mới là nhất mà thôi. Đừng, đừng mà Bích Trâm. Mẹ xin con, mẹ xin con đừng có suy nghĩ như vậy mà. Đúng, mẹ đã yêu và muốn thành thân với ông Lâm Đình Chương. Nhưng trong lòng của mẹ, con vẫn là nhất đó con à. Không có gì thay thế được đâu. Con, mẹ nghĩ rằng con sẽ tin lời của mẹ hay sao? Nhưng mẹ không nói dối. Mẹ thề với Cao Xanh, mỗi một lời của mẹ thốt ra đều là chân thật. Trâm mà, con, bởi vì con chưa phải là một người đàn bà, không đứng vào tình cảnh của mẹ, nên con không thể biết được đâu. Trước hết, mẹ không phải là thần thánh, mà mẹ của con đây là phụ nữ như mọi người, và bình thường vậy thôi. Cũng thấy lòng lẻ loi, cần chỗ dựa tinh thần, bóng tùng quân nghe nương tựa trong đời. Giờ con không muốn nghe những lời mà mẹ đã cố không biện minh. Lòng con cứ linh cảm rằng dường như ai sẽ chia tình thân. Bích Trâm ơi, cùng bời ba con ba phần mất son. Tôi mới 30 mẹ quá chồng chiếc bóng bên cạnh đứa con thơ, với bao sự khó khăn trong cuộc sống trên đời. Vì không muốn cho con thua kém bạn bè, nên mẹ đã lao vào đời làm ăn vươn chạy. Nhưng ta yêu chân mềm, mẹ có vững chắc hay không? Trên bước đường đời đầy dài gai trông, dù đã cố công nhưng không đứng được vững vàng. Trong lúc nguy nạn nhờ con chương giúp đỡ mẹ đây, ơn nghi này rộng sâu hơn trời biển. Mà mẹ đã yêu ông để đáp đền ơn ấy. Con nói sai rồi, hoàn toàn không có chuyện đáp đền. Con nghĩ như vậy đâu Bích Trâm. Mẹ nói sao? Mẹ cho là con nói sai à? Phải. Ông Chương đã thật tình yêu mẹ, và chính mẹ đây lại tấm lòng. Vì mẹ đã qua một đời chồng, mẹ có khả năng nhìn người tốt xấu, và ông Chương là chỗ dựa tinh thần suốt phần đời còn lại của mẹ đây. Mẹ đang chờ vào sự thông cảm của con. Mẹ rất đơn đau khi con và cô yêu nhau tha thiết. Tại sao lại có sự ngẫu nhiên trùng hợp?
phận ông trời nghiệt ngã với mẹ con ta. Ông trời không nghiệt ngã, chỉ tại ông trời không muốn tác hợp cho mẹ và ông Chương thôi. Con nói gì? Con không cần biết giữa mẹ và ông Chương ân nghĩa như thế nào, nhưng mà con chỉ biết rằng Con không muốn mất mẹ. Con không muốn mẹ thuộc về ai cả. Nếu ai cho rằng con ích kỷ và nhỏ nhen, thậm chí độc ác cũng được. Nhưng giờ đây mẹ biết phải làm sao? Giờ đây thì chỉ còn có một con đường, hoặc mẹ chọn con, hoặc là chọn người đàn ông ấy. Nếu mẹ chọn ông Chương thì con sẽ ra đi biệt dạng. Bích Trâm, vĩnh viễn xa lìa mẹ đừng hòng tìm thấy Bích Trâm. Trời ơi, trời ơi, ông ơi, sao lại như vậy? Ôi con gái của tôi, ra một điều kiện thật là gắt gao. Mẹ nên bỏ bên nào, con đừng làm mẹ ruột mắt lòng đau. Nếu phải sinh thì hai người làm cha làm mẹ, hãy hy sinh cho con của mình được đẹp tình và hạnh phúc bên nhau. Con tin chắc rằng anh tôi sẽ cùng ý nghĩ ấy thôi. Nhưng lời cầu hôn bao lâu nay anh tôi nhắc đi nhắc lại, vậy giờ đây con sẽ qua nói tiếng nhận lời. Bích Trâm, con quyết định rồi, phải làm đám cưới với Đình là coi. Bích Trâm ơi, Bích Trâm ơi, con chớ đi vì chuyện này không được. Mẹ càng nhăn chi cho tất công chứ chẳng lợi ích gì. Con sẽ đi nhận lời cầu hôn của Đình Khôi. Con chào mẹ. Bích Trâm, Bích Trâm, tôi phải làm sao đây? Ông trời ơi, tôi phải làm con sao đâu đây? Con không. Trời ơi, tôi thật không ngờ Bích Trâm nó lại nổi điên đến như vậy. Thôi thì hãy phó mặc cho định số đi cô à. Nhưng khổ nổi, em đã yêu ông Đình Chương rồi chỉ năm mà. Hả? Cô nói sao? Cô đã yêu rồi à? Trời đất ơi, sao mà càng lúc càng thêm rối rắm vậy? Sao khi nãy cô không nói ra chuyện này với Bích Trâm? Nó nghe rồi thì dù muốn dù không cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Em đã giải thích rồi mà nó vẫn không nghe. Ông trời cũng hết chuyện rồi. Xui chi xảy ra cớ sự gút mắt hôm nay, làm sao mà phân giải được đây? Thôi hãy chờ xem thái độ và cư xử của cậu thôi. Tôi gian giấy ân trên cho Khôi đừng nổi điên lên như vậy. Tôi khuyên cô nên bình tĩnh tinh thần, chớ rầu rĩ lo buồn. Hãy an lòng và chờ đợi thử xem, rồi sẽ rõ trắng đêm. Chị Năm ơi, tôi khổ sở vô cùng, nghe đau nhói trong lòng. Nhưng phải đành cam tâm chịu đựng, chớ biết làm sao hơn. Chị Năm ơi, cơn bão trong lòng tôi không hiểu bao giờ mới được nguôi ngoai và lắng xuống. Anh Khôi à, Bích Trâm à, chào em. Đình Khôi, em có chuyện muốn nói với anh. Đ-
Được. Thế nào, em sao rồi? Vẫn khỏe chứ? Cô kìa, sao anh không ngồi gần bên em? Sang ngồi gần em đi. Em có một tin rất là vui muốn nói với anh nè. Em nói đi. Anh ngồi đây nghe cũng được mà. Cô kìa, anh làm sao vậy? Làm em mất hứng hết trơn à. Em bảo là có tin vui muốn nói với anh mà. Thì anh đang nghe nè. Em đã mất hứng rồi, không nói nữa. Thôi em đi về nha. Khoan đã, Bích Trâm. Biết ngay mà, người ta biết ngay là sẽ năn nỉ mà. Chẳng lẽ anh đành lòng để cho em đi về sao? Phải không? Tha cho anh đó. Nè, anh biết không, hôm nay em đến đây á là để nói cho anh nghe một tin rất là vui. Giờ em nhận lời cầu cung, anh chuẩn bị để lo sắp đặt lễ hỏi tức thời, chứ không còn xa vời. Nhưng anh muốn biết em nghĩ gì đây mà tin gấp như thế kia. Tại sao anh hỏi em kỳ cuối, chứ không phải anh chờ anh đợi một câu trả lời của em từ lâu rồi. Phải, anh đã chờ rất lâu, mong muốn rất lâu rồi. Nhưng mà là trước kia, chứ còn bây giờ thì không. Tất cả đối với anh chỉ là một giấc mộng. Tại sao vậy? Nhưng mà tình cảm của chúng ta là hiện thực kia mà, chứ nào phải giấc mộng. Em đừng có giả vờ nữa có được không? Em muốn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vấn đề là cả hai chúng ta không thể nào chối bỏ sự thật được, bởi vì bản thân nó đã là sự thật rồi. Bích Trâm, anh đã từng tranh luận với em về vấn đề này. Anh hiểu em có những suy nghĩ rất ích kỷ, nhưng anh thông cảm vì sự gắn bó mật thiết giữa em và mẹ. Anh thông cảm cho người con gái sợ mất mẹ của mình. Nhưng nay em đã hiểu rồi đó. Ba anh là một người tốt, ba chắc chắn sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho dì Thu và cho cả em nữa. Anh nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là hai người đã yêu nhau đậm đà thiết tha. Đã mấy năm qua và yêu trước chúng ta, giờ đây lại sắp sắp thành hôn nữa. Mình không được quyền gây cảnh ly tan cho hạnh phúc dở dàng. Anh Khôi, anh nói sao? Hãy mau nói lại. Có phải hai người sắp thành hôn? Tôi nghe qua như là trong mộng. Bà Quanh vừa đến đây cho anh biết. Thế nào? Sự thật gì tôi đã chấp nhận rồi. Trời ơi, vừa nghe qua như bão tố trong đời, nghĩa là tôi bị bỏ rơi rồi. Sự thật phủ quang thêm đất quá mẹ ơi. Kìa, Bích Trâm, tại sao em lại khóc lóc kêu gào, còn thêm xúc động nghẹn ngào và không một đa lời tuyệt vọng đớn đau? Tại vì tôi không muốn mất mẹ. Tôi chỉ muốn mẹ mãi mãi là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. Nhưng giờ đây thì tôi còn gì để hy vọng nữa. Tôi đã mất tất cả rồi. Trời ơi, tôi đã mất thật rồi. Em không mất gì cả, mà ngược lại đang có nhiều hơn. Bích Trâm, anh khuyên em hãy mở rộng lòng mình mà đón nhận. Sẽ không còn gì nữa hết. Mẹ em làm gì còn tình thương mà ban bố cho em nữa. Đình Khôi, Đình Khôi ơi, em biết anh thương yêu em lắm mà. Anh vẫn mong muốn được cưới em, có phải không? Có phải gì để không anh? Vậy thì chúng ta hãy thành hôn đi anh. Em yêu anh mà Đình Khôi. Em yêu anh, em yêu anh mà Đình Khôi. Em yêu anh mà. Không, không, không. Bích Trâm, em hãy bình tĩnh lại đi. Em nhận tưởng anh không biết buồn đau sao? Anh đâu phải là sỏi đá vô tri.
anh càng nghĩ đến em thì lòng càng thương đau. Nhưng chúng ta hiện giờ biết nói sao, nhiều đêm xót xa riêng mình sao. Trời ông đành xuôi khiến vào cánh tình trái ngang, giờ chúng ta không thể nào khác hơn. Anh ơi, con đường duy nhất giờ đây anh đã chọn rồi, chúng mình phải chia lìa đôi. Tha là mình hy sinh cho đấng sống thân, hạnh phúc vuông tròn. Giờ em suy nghĩ lại đi. Ôi ơi trời cao, ông đã bài chỉ cánh tình cho ra rời lìa duyên chúng mình. Bích Trâm ơi, hãy xem như nghĩa cổ kia là để đáp tạ công ơn sanh thành dương dục. Hai tuần nữa tôi anh sẽ lên đường du học tận phía trời xa thăm thầm muôn trùng. Chuyến đi sang Úc của anh sẽ tốt đẹp vô cùng. Cho tất cả những người thân đang còn ở lại, ngài trở về sẽ sung hiệp đoàn viên. Anh được đổi tình yêu trở thành tình cảm anh em. Anh muốn nhận Bích Trâm. Bích Trâm là một người em gái. Anh im đi, tôi không muốn nghe những lời của anh nói nữa. Và cũng không muốn một ai thương lại cho mình. Bích Trâm, đây là những lời thành ý của anh. Tại sao em lại nỡ chối từ mà không chấp nhận? Tại vì không bao giờ muốn làm em gái, và mãi mãi trong đời tôi không muốn gặp mặt của anh. Bích Trâm, nhưng mà em... Ngày hôm nay tôi là một kẻ hoàn toàn chiến bại rồi. Tôi đã bại rồi. Lâm Đình Khôi, anh hãy nghe cho rõ đây. Tôi hận anh. Trong tim của tôi, anh sẽ là một kẻ đối thủ tôi hận suốt đời này, anh biết không? Nhìn biệt anh. Bích Trâm, Bích Trâm ơi, thôi thì em cứ hận anh đi, chứ anh biết làm sao hơn được. Bản thân của anh cũng nào muốn xảy ra chuyện đau lòng này. Buồn hả? Nếu buồn thì tao ngồi tao tâm sự với mày ha, được không? Chẳng có gì để nói hết. Nè, mày mà không nói nha, mày để đầy bụng có ngày mày bể bụng là mày chết đó. Trâm à, tao biết mày nhớ mẹ mày lắm phải không? Nếu đúng như vậy á, thì ngày mai tao sẽ đưa mày về thăm, để cho bác gái biết mày ở nhà tao, để bác yên tâm. Trang Đài, mày điên rồi à? Tao không muốn có một sự liên hệ nào với mẹ của tao nữa hết.
giờ này chắc hẳn hai người đang sống hạnh phúc lắm. Tao không muốn xem vào để quấy rầy đâu. Mày điên thì có. Mẹ con với nhau mà, đâu phải hô một tiếng là quá ra như người dân nước lạ được chứ. Mày đến ở nhà tao gần một tháng rồi, bao nhiêu đêm mày thức trắng, bộ tao không biết hay sao? Nếu như mày không nhớ mẹ, không quan tâm đến bác ấy, thì mày chẳng nghe ngóng tình về bác gái đâu. Nếu phải như tao, đổi lại là mày đây, thì tao hành động cũng như khôi, về ở nhà xung hiệp hòa vui, có thêm người cha quý, điều đó là tốt quá rồi. Đài à, mày chớ nên nhắc đến cái tên Đình Khôi nữa làm gì. Vậy là mày đã sợ tao khơi vết thương lòng chua xót đầy vơi. Nhưng tao đây với mày tình bạn, nên phải cần chữa bệnh trầm kha, lấy độc trị độc mà. Chuyện đã qua rồi xin hãy bỏ qua. Thôi mày đừng có nói nữa được không? Tao đã quên hẳn Đình Khôi rồi, tao rất tỉnh táo, tao đâu có mê muội đâu mà cần mày phải lấy độc trị độc chứ. Nếu như mày quên được rồi á, thì đó là điều tốt. Thế thì còn bác gái, mày định bỏ đi luôn thật sao? Tao đâu có nói chơi. Mày cho tao tá túc nhà mày một thời gian nữa đi, tao sẽ dọn ra đi. Mày nói gì kỳ vậy? Tao muốn can gián mày thôi, chứ tao đâu có đuổi mày đâu. Trang Đài, tao biết chứ, tao biết mày thương tao lắm, mày chỉ muốn tốt cho tao. Nhưng thật tình thì tao không thể tá túc ở đây lâu được. Hai bác đều là công nhân viên nhà nước, tiền lương có bao nhiêu mà để cho hai bác phải gánh nặng thêm tao nữa. Tao muốn cuộc sống độc lập. Nay mai tao sẽ đi tìm việc làm để kiếm tiền. Tao muốn thử sức mình. Tao không tin tao bất tài đến nỗi không thể nuôi sống được bản thân mình. Tao hiểu ý của mày. Tất cả những gì mày làm á, đều không khỏi bốn chữ: làm cho lợi gan. Trâm ơi, tao đồng ý. Tao đồng ý rằng bản lãnh và nghị lực của mày thật là vững chắc. Có thể mày nuôi sống được bản thân, không cần đến bác. Nhưng muốn bươn chạy bôn ba đâu dễ đạt cho mình. Ba tao vẫn thường khuyên: cuộc đời đồng nghĩa với những cạm bẫy vô hình, mà con người nếu như không cẩn thận sẽ dễ bị rơi vào nơi hố thâm vực sâu. Mày có chắc tương lai trước mắt màu hồng tươi và mãi mãi đẹp xinh cho mình tân hương? Huống chi cuộc đời phải đâu bình yên phẳng lặng như mặt hồ thu, không dậy sóng ba đào. Hiện giờ thì mày chưa thấy đằng sau, đến khi gặp cảnh khổ đau rồi á thì ân hận. Lời thành thật hôm nay khuyên mày nên tình mong, thôi hãy quay về với mẹ sống bình yên. Tao không cần nghĩ xa như mày, nên chẳng có lo lắng gì hết á. Nếu cần thách đố, tao sẽ thách đố với tất cả đó. Tao nhất định sẽ đạt được những gì mà tao mong muốn. Có nghĩa là mày... Hôm nay là ngày hẹn, một đứa bạn sẽ dẫn tao đi làm tiếp thị. Nghe nói kiếm tiền được cũng khá lắm. Ừ, làm tiếp thị thì cũng tốt. Sinh viên bây giờ á, đi làm tiếp thị cũng nhiều lắm á. Thôi mày ở nhà nha, tao đi một chút. Ừ, chúc mày thành công nha. Thiệt á, con nhỏ này á, cứng đầu cứng cổ mà. Thank you.
Từ ngày mình rời khỏi nhà của Trang Đài, dọn đến ở chung với nhỏ bạn học cùng lớp, nhờ nó giới thiệu nên mấy tháng qua mình vừa đi làm tiếp thị vừa đi học. Cuộc sống tuy có vất vả khó khăn nhưng mình cảm thấy tự do và thoải mái. Bỗng dưng sáng nay khi đi ngang qua một nhà hàng lớn, chợt trông thấy mẹ mình và ông Đình Chương cùng bước ra khỏi xe hơi, tay trong tay, thật đầm ấm và hạnh phúc. Cả hai đưa nhau bước vào nhà hàng sang trọng, nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ và nhìn cung cách đối xử ra vẻ nâng niu rất ân cần của ông Đình Chương. Đủ thấy cả hai thật đậm đà tha thiết yêu nhau và hạnh phúc vô biên. Sao bỗng nhiên mình nghe lòng bước nhẹ ngơ, bao tay đây đè nặng tâm hồn, mang một nỗi u buồn. Cảm thấy mình cô độc lẻ loi vì mẹ đã có niềm vui, nên quên đi đứa con gái trên đời. Chúa xuống bồi hồi tâm trạng hiện giờ của con tệ hại mà mẹ nào biết cho chân. Mẹ ơi, giờ đây con không còn muốn sống nữa, con không muốn khắc khoải trên sự khổ đau. Con đã không chiến thắng được lòng ích kỷ của mình. Thôi thì những gì con nợ mẹ kiếp này chưa đáp ơn cù lao, thôi thì xin kiếp sau con nguyện vẹn trả. Hôm nay con đời bên trăm chứ không sống chi đau lòng. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi tất cả mọi người, vì hôm nay con đã quyết định làm một việc rồ dại nhất trên đời. Mẹ ơi, con vĩnh biệt mẹ, con vĩnh biệt mẹ. Dừng lại! Trời ơi! Cô định đi tìm cái chết à? Ông là ai? Là người không cho cô chết. Ông điên rồi à? Cô mới là người điên. Tại sao cô có ý định quyên sinh chứ? Cô có biết đó là một việc làm hết sức khờ dại không? Cô và mẹ cô đang giận nhau à? Tôi không muốn nhắc chuyện buồn nữa, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn ông đã quan tâm tới tôi. Nếu như ông không kịp thời ngăn cản, có lẽ bây giờ tôi đã là một hồn ma rồi. Cô không cần cảm ơn tôi, mà cô chỉ cần hứa với tôi, từ nay đừng bao giờ có ý nghĩ quyên sinh. Cô nên có trách nhiệm bản thân. Này cô có hứa hay không? Tôi xin hứa chắc với ông, từ bây giờ sẽ khắc ghi những lời dặn bằng cách là quyên.
giờ cô bé biết nghe lời thì tôi đã chinh phục được rồi, bởi cái đầu bướng bỉnh quá thôi. Nhưng hãy cho tôi được hiểu biết đi, cô bé tên gì? Nếu như ông muốn biết thì tôi thật tình nói tên mình. Tôi tên Bích Trâm, sinh viên ở trường Đại học Ngân hàng. À, thì ra cô là sinh viên à. Bích Trâm, dẫu sao giữa tôi và cô cũng đã xảy ra một sự quen biết. Thôi thì chúng ta kết bạn nhé. Nếu cô không ngại và đồng ý thì hãy gọi tôi là anh Duy. Anh Duy? Vâng, tôi sẽ gọi anh là anh Duy. Và anh sẽ gọi em là Bích Trâm nhé. Vâng, cảm ơn anh. À, trời là sắp đổ mưa rồi. À, nhà của Trâm xa không? Chỉ hơi xa thôi chứ không xa lắm. Vậy anh đưa Trâm về nhé. Dạ. Em chờ anh ở đây, đến đi lấy xe nha. Bích Trâm. Ủa, Trâm Đài. Trời ơi, Trâm ơi, mày thiệt là đáng ghét lắm đó nghe. Từ khi mày dời về nhà con nhỏ bạn mày ở đến giờ á, tại sao á mày không đến thăm hỏi han một câu, coi tao đây vui vẻ hay buồn, cứ ở luôn dường như là lẩn tránh gì đó. Nhìn thấy mày đang vui vẻ, cần gì tới tao đến nhà hỏi thăm. Như vậy còn mày không vui sao mà mày lại trách tao? Ê, người đàn ông đó tuy hơi lớn so với mày, nhưng mà coi cũng được lắm á. Bạn mới đó hả? Phải, nhưng là bạn thôi, không có ý nghĩa nào khác đâu. Rủi có mà mày giấu thì làm sao tao biết được. Không thèm tin mày đâu. À nè, tao có một tin này báo cho mày nghe nha. Tao được ba mẹ tao chấp thuận cho đi du học rồi. Hôm nay á, đám bạn của tao đãi tiệc cho tao trước. Còn tao thì chủ nhật này là tao sẽ đãi tiệc sau. Sẵn đây tao cho mày biết, để mày đến chơi và sẽ chung vui với mình. Bởi mình từng là đôi bạn thân, mà mày vắng buồn lắm nghe không? Mày nhớ đến kéo tao trong. Được rồi, xin chúc mừng Đài, mình sẽ đến chung vui. Nhớ đến nghe Bích Trâm, tao trông lắm á. Thôi tao đi nha. À, bye. Sao, nhìn thấy người ta vui vẻ rồi buồn phải không? À, đâu có. Chỉ cần Trâm đừng quên những gì đã hứa với anh, phải giữ gìn mạng sống của mình. Không chỉ cuộc gặp gỡ hôm nay, mà trong tương lai anh mong sẽ có một ngày chúng ta gặp lại. Thôi, lên xe đi em, ta về thôi. Hồi hộp quá. Trời ơi, chờ đợi bấy lâu sốt ruột gần chết luôn. Không biết khuôn mặt của nàng ra sao. Ôi, cầu xin, cầu xin cho sắc đẹp của nàng trên 5 nút. Ôi, trời, rung động. Trái tim từ bấy lâu nay nó thổn thức, nó không có ngủ yên. Bởi vì trái tim bị giật mình rồi. Cũng chính vì cái tâm trạng của mình mà nó có một cái bài nhạc gọi là Trái tim không ngủ yên. Đúng rồi. Thương nhau con mắt liếc qua, ghét nhau nên đã vờ đầu nhau xa. Thì ai ơi xin đừng, chưa tan bụi chờ đã chia đôi đường. Thì ai ơi xin đừng, thương nhau buổi xa. Buổi chiều xù nhau
Diều bông ơi diều bông, sao em nỡ dội lấy chồng. Lời ru buồn nghe mênh mang sâu lưới. À, sao lạ kìa, tại sao cửa lại bị mở thế này? À, hay là do sáng nay mình ra khỏi nhà mà quên khóa. Ý, không lẽ bị ăn trộm vào nhà? Chắc là không đâu. Hồng ơi, mày về hả Hồng? Không, không phải Hồng mà Đồng, Lư Đồng. Ông, tại sao ông lại vào nhà của tôi? À, không nói dấu gì em, anh đến đây là theo lệnh của cô bạn em. Hôm qua Nguyệt Hồng có điện thoại cho anh. Hồng đã nói gì? Xin lỗi em, anh không có quen đứng nói chuyện. Xin phép mời em xích đu. Xích đau. Ngồi ngồi đi. Ông làm cái gì vậy? Ông cái gì không biết nữa. Anh đi. Anh nha. Anh họ Nguyễn, tên là Lư Đồng, tức là Nguyễn Lư Đồng. Thì ra ông là Lư Đồng. Còn phải hỏi. Anh là Lư Đồng, cha của anh là Lư Bạc, bác của anh là Lư Chì, dì anh là Lư Nhơn. Thôi. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, ông đừng có kể thêm làm chi nữa. Có nghĩa là em đã hiểu hết rồi phải không? Gia đình anh toàn là Lư Đồng không vậy đó. Đồ cổ quý lắm em à. Nhưng mà tôi muốn biết Nguyệt Hồng bạn tôi điện về nói cái gì với ông. Nguyệt Hồng nói đúng một tháng á, là Nguyệt Hồng sẽ trở về và bảo anh đến đây để dòm ngó em dùm. Cảm ơn, tôi vẫn khỏe không sao cả, khỏi cần phải nhọc lòng ông. Nhưng mà tôi muốn tôi phải nhọc lòng thì em chớ nói thất công. Bởi khi Hồng đi cách xa đến nay, quả thật anh buồn biết bao. Em hãy nên thay vào, ngoan ngoan lên đi nào. Chắc ông vừa nói giỡn mà thôi, chớ lẽ nào bất nghĩa bạn tôi. Hôm nay như em nói ra đến chuyện thân tình nghĩa ơn, anh xin nói em biết luôn người ơn lại chính là anh đây. Lâu nay ở nhà chắc hay anh thuê lớn và tiện nghi, mọi thứ chi đều do anh bỏ tiền ra. Ngày nay được anh chịu nuôi, em phước may trên đời nếu biết không nghe lời em sẽ giàu sang. Nhưng mà tôi nhưng nhị gì không biết nữa, nó ghét dễ sợ quỷ. Nè em chớ có tối cái gì hết trơn rồi. Mà thôi ngoan đi bé cưng. Em đẹp lắm mà, biết không? Ông làm cái gì vậy? Nếu như còn con gái nữa thì bà mẹ nó muốn cái gì cũng được hết trơn hết rồi. Nào là dây chuyền nè, cà rá nè, lắc đeo tay nữa, rồi vòng đeo chân, rồi có sợi dây đeo bụng nữa. Muốn cái gì cũng được, rồi có hộp nữa. Thôi đi chừng, nhưng mà tôi không muốn gì hết đó. Tôi chỉ muốn ông đàng hoàng đúng đắn một chút, và nhất là đừng để mất tư cách. Hả? Em nói gì? Tư cách hả? Để anh kiếm coi. Ý không có đem theo, không có đem theo. Anh không có sợ mất. Em Đứng lại. Kìa ông muốn gì? Tôi muốn nói cho cô biết, nếu như hôm nay cô không chiều tôi thì cô sẽ hối hận suốt cả cuộc đời. Ông hăm dọa tôi đó? Không, không dám hăm dọa đâu em. Lư Đồng này hãy nói là làm, em biết mà. Nhưng mà tôi không có gì để hối hận cả. Tôi từ chối ông là tôi làm đúng theo lương tri và đạo đức. Lương tri và đạo đức, theo tôi biết thì còn khoảng 10 ngày nữa thôi là ngôi nhà này trả lại. Vì sắp sửa tới đây hợp đồng đã mãn cho cô hay vậy đó. Nếu như tôi không chịu đóng tiền để thuê trở lại thì cô và Nguyễn Hồng là sao? Lương tri và đạo đức của cô hả? Để ở đâu chứ? Nè, ông chớ đem lòng mà thù giặc cá nhân. Nếu như ông chẳng thích thì tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi tuyệt đối không liên quan
sống bao năm, xin đừng đối xử tiểu tâm. Sao? Cô sợ rồi phải không? Tôi không muốn giả lây đến bạn của tôi thôi. Dù sao tôi cũng đã mang ơn Nguyệt Hồng, tôi không muốn trở thành kẻ có lỗi với bạn mình. Mong ông hiểu và thông cảm cho tôi. Nè em, nói thiệt với em nha, dẫu rằng anh và Nguyệt Hồng ăn ở với nhau đã mấy năm nay, nhưng mà Nguyệt Hồng đâu có yêu anh đó. Không vì hoàn cảnh khó khăn nên cần tiền để học, còn anh thì chỉ vì sắc đẹp mà thôi. Anh đã nghe Hồng nói về em rất nhiều, trời ơi, nói hoài ở bên tai anh. Nhưng mà danh kỳ thinh bất kiến kỳ hình, hôm nay vừa gặp mặt em thì quả nhiên là em đây. Đôi mắt xinh xinh, thân hình thon thon, môi son má hồng, da trắng đẹp ơi là đẹp. Vừa trong nhan sắc em mất đi, lòng của anh đau đi, rộn ràng con tim chiều anh một lần đi em. Xin lỗi ông, tôi không thể chịu ý của ông được. Bạn tôi là một người rất tốt, mong ông đừng làm khổ cho nó. Chào ông. Trâm, Trâm, đứng lại liền. Trời ơi, tôi tự giận à. Tôi cắn lưỡi, tôi tự giận, tôi chết. Đứng lại đó cho tôi nói nha. Nghe tôi nói. Bích Trâm ơi, đừng dội và bỏ xa đi, gieo khúc nhạc ai bi cho lòng này đau khổ. Hãy ở lại đây để lắng nghe tiếng lòng anh thỏa thẻ rằng anh đã yêu em trọn kiếp chẳng phải mơ. Đã bao đêm anh đè thao thức đợi chờ, đến nay gặp được người mình mơ mộng, sao em nỡ đành lòng chối bỏ tình anh. Nếu yêu rồi thì anh sẽ lo lắng cho em, từ vật chất đến tinh thần đầy đủ hết. Nào là xe hơi nhà lầu muốn chi cũng có, anh sẽ tình nguyện suốt đời làm nô lệ cho em. Trâm, em có nghe anh nói không? Anh nói thiệt với em là lưu động này sợp lắm em à. Nếu thật lòng yêu anh á thì anh... Ủa, tôi đang nói chuyện với ai à? Ủa, Trâm đâu? Ủa sao kìa, tự nhiên, ủa sao đi không nói chuyện nào hết trơn à? Trời, tự nhiên mình bị sổ vậy trời. Bích Trâm, Bích Trâm ơi, Dượng định lên tìm con. Dượng theo dõi tôi à? Không không, Dượng vô tình nhìn thấy con đi vào chung cư này thôi. Con ở đây sao? Phải, nhưng tôi không muốn người khác làm phiền tôi đâu. Dượng làm phiền tôi ở trường chưa đủ sao mà còn tìm đến đây nữa. Thì tôi không hiểu giữa tôi và Dượng có gì đáng nói nữa. Có chứ, có nhiều lắm Bích Trâm mà. Con có thể cho ta lên cái chỗ ở của con không? Để biết về cuộc sống hiện nay, ta nói lại cho mẹ con hay, cho được yên lòng vững tâm. Tôi đã nói không, lên để làm gì? Dượng về đi, chớ có tới nơi này, bởi tôi không muốn bị quấy rầy. Cho tôi gửi lời thăm mẹ tôi. Mẹ của con nhớ con rất nhiều, hãy về thăm cho mẹ được vui lòng. Còn riêng con còn tiền học tiền phòng, có thiếu thốn gì hay không? Cảm ơn, tôi không thiếu đâu, tự biết mình lo liệu. Tôi chẳng cần nhờ ai giúp đỡ cho tôi. Dượng về đi và nói với mẹ tôi, Bích Trâm này vẫn khỏe mà thôi, và hiện nay đã có một cuộc sống ổn định. Còn dịp về thăm mẹ, khi nào tôi vui tôi sẽ về. Còn Dượng, tôi xin Dượng đừng theo sau lưng tôi nữa có được không? Được được,
Nhưng Dượng vẫn còn một vấn đề muốn nói với con. Dượng nói luôn đi. Trâm ơi, đây là địa chỉ của Đình Khôi ở nước ngoài gửi về cho Dượng. Nhờ Dượng đi tìm mà trao lại cho con. Nơi phương trời đất khách xa xôi, Khôi vẫn nhớ đến Bích Trâm, một người em gái nhỏ. Nó vẫn ngày đêm đêm lòng lo lắng và ước mong sao cho con quên lãng chuyện ân tình. Và con hãy nên cố gắng học hành để sau này tương lai tươi sáng, xây dựng mái gia đình đầy hạnh phúc yên vui. Đó là lòng mơ ước của Đình Khôi, vậy con nên viết thơ mà trả lời với con. Hiện giờ đây chuyện xưa đã xóa bỏ và nó xem Trâm như em gái của mình. Tôi ghi nhận thành ý của Đình Khôi, nhưng không có nghĩa là tôi phải viết thơ đáp lại. Bích Trâm ơi, con hãy bình tâm mà suy nghĩ, đừng nóng nổi dại khờ gây phiền lụy những người thân. Tôi đã nói là tôi bây giờ đã có cuộc sống riêng của mình và cũng không muốn bị ai quấy rầy nữa hết. Chào Dượng. Con bé thật là ngang bướng. Ai, dẫu rằng hôm nay ta không thuyết phục được Bích Trâm trở về, nhưng ta vẫn tin tưởng rằng rồi đây lá rụng sẽ về cội. Tại sao con cố tình lánh xa mẹ? Vừa biết được chỗ ở của con thì mẹ đã vội vã đi tìm, nhưng khi đến nơi thì con lại dời đi chỗ khác, để cho mẹ ngày đêm sầu khắc khoải lo âu. Bích Trâm ơi, giờ này con đang ở nơi đâu? Có biết chăng mẹ của con đây đêm ngày thương nhớ luôn những đời chờ, biết đi đến bao giờ mau tớ bên nhau lòng những suốt đau khi cánh chim non đã bay đi cuối nẻo chân trời, như con thuyền tắt bến mù khơi thương con khờ chẳng chứa lệ rơi. Bích Trâm, Bích Trâm ơi, làm sao mẹ tìm gặp được con đi hỡi Bích Trâm? Giáng Thu em. Đình Chương ơi, em khổ quá anh. Giáng Thu, hãy nín đi em. Anh tin rằng một ngày gần đây thôi, chúng ta sẽ tìm được Bích Trâm mà. Hôm trước anh đến tìm gặp nó ở chung cư, em cũng vừa lên tới thì nó dọn đi nơi khác rồi. Không biết giờ này cuộc sống nó ra sao, chắc là con em nó khổ sở lắm. Giáng Thu, anh khuyên em cần nên tĩnh dưỡng, vì hiện giờ đây sức khỏe của em cũng đã kém suy nhiều rồi. Đình Chương ơi, làm sao mà em an tâm tĩnh dưỡng trong khi Bích Trâm khác nào chiếc thuyền nan đang lạc lòng chơi vơi. Bao nỗi chông gai sóng gió của cuộc đời, con thuyền bé nhỏ sẽ ngã nghiêng đắm chìm trong biển cả. Gà mẹ còn biết xòe đôi cánh để sưởi ấm cho đàn con khi trời băng giá. Biết
chống chọi cùng với lũ hoa diều hâu để bảo vệ đám con mình. Con riêng em vì mang nặng mối ân tình, mà mẹ con em phải cam đành chia cách. Ôi em nghe tận cõi lòng chua xót biết dường bao, không sánh bằng loài vương ở non cao. Khi bị trúng tên và ngôn con thật chặt vào lòng, lần sau cùng cho con được bú nó sai, rồi mới chịu buông tay tìm về cõi chết. Ôi vừa nghe qua những lời than khóc của em thật là bi thiết. Anh biết hiện nay em đang dằn vặt ở lương tâm. Phải, một bên là tình, còn một bên là mẫu tử thiêng liêng. Tình chương ơi, em phải biết làm sao đây cho đôi bề vẹn vẹn. Giang Thu ơi, anh rất cảm thông cho tấm lòng người mẹ như biển cả mênh mông chan chứa vạn thâm tình. Vì Bích Trâm vẫn còn dại khờ thiếu tri, cứ nghĩ việc em tái giá thì tình nghĩa lại giảm suy. Vì vậy mà nó mới nóng nổi bỏ ra đi. Nhưng em hãy an tâm, vẫn chưa có gì là muốn cả. Nhưng xa Bích Trâm lòng em nào yên dạ, nếu lỡ có mình hay gì em biết sống sao đây. Giáng Thu à, em hãy an tâm mà lo tịnh dưỡng. Vì yêu em, anh sẽ cố gắng đi tìm Bích Trâm cho bằng được mới thôi. Dân, em cảm ơn anh đã vì em mà nhọc lòng lo lắng. Bỗng nhiên hôm nay mình thấy lòng dâng lên một nỗi niềm cảm mến. Hay là ta đây đem lòng thầm yêu chan chứa trong tim, bởi anh duy này có công quyền mình nên nay đưa cầu xin ơn nghĩa chẳng hề quên. Nhưng riêng duy thì lòng anh sẽ nghĩ ra cho rằng trên đây trong lòng em mang đắng tình sâu, mong sao được gần. Bích Trâm. Ủa, anh Duy. Em bất ngờ lắm phải không? À, thật là bất ngờ. Em vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Anh ngồi đi. Cảm ơn em. Bích Trâm à. Em nói đi. Em biết nói cái gì. Nhưng mà em rất vui khi gặp lại anh. Và em cũng rất mừng cho cuộc tao ngộ này. Bích Trâm ơi, bao nhiêu ngày qua anh đều chờ em ở nơi này. Anh biết chỗ của em ở, vậy sao anh không đến tìm em? Chẳng qua là anh muốn chờ thử xem em có còn nghĩ đến anh không. Nếu như em còn nghĩ đến anh, nhất định là em sẽ đến đây. Bao đêm anh khóc giọng nào nề, đến đây rồi lại quay về. Lòng buồn tâm trí u ê, hôm nay em lại đến. Vậy anh đã
trái tim thiết tha, linh tính anh nói xa. Nếu vậy là dự đoán con tim và linh tính của anh sai rồi. Tuyệt đối không sai đâu Bích Trâm. Em hãy nhìn vào mắt anh và nói đi, em chưa có phút giây nào nghĩ đến anh cả, và cũng chưa từng yêu anh. Nói đi. Vâng, em có nhớ đến anh. Và mãi đến hôm nay em mới biết rõ là em đã yêu anh. Bích Trâm em à, như vậy là anh vô cùng sung sướng. Bích Trâm ơi, em có biết không, từ khi gặp em thì... Thì sao hả anh? Anh mơ mình ngày sau, duyên thơ bắt nhịp cầu. Em như cành quả hồng, làm ngây ngất tim anh. Duyên hồng tỏa hương sung sung chưa bước dần, tình nồng đã trao anh bớt yêu thuyền đến rồi. Xin muôn đời muôn kiếp bên nhau đến ngàn sau, đôi tim vàng mơ đắp xây tình ấm. Trâm ơi, em là con chim lạ bay lạc giữa vườn anh, để cho cây trai thêm xanh nắng vàng thêm rực rỡ. Hãy nếp tựa vào nhau ba hòa chung nhịp thở, cho hai trái tim yêu cùng trỗi lên điệp khúc ân tình. Anh đã yêu em chân thật của lòng mình, bằng tất cả con tim tràn đầy nhiệt huyết, như mạch máu hồng đang ngùn ngụt cuồn sôi. Bao đêm dài anh nhớ mãi không dời, thầm mơ ước cho mình như đôi chim liền cánh. Có phải anh thật sự sai đắm, hay là dối quên đi khi qua tháng phai tàn, để cho đời qua vài nắng tan như kiếp vàng kêu sương trong đêm buồn cô lan. Nỗi nhớ niềm thương đã khắc sâu vào tâm não, cho dầu trong đời giông bão chẳng phôi pha. Anh Duy, Bích Trâm, em đáng yêu lắm. Em là cô bé rất đáng yêu. Bích Trâm em. Anh Duy. Ai vậy kìa? Ủa, Bích Trâm. Thím Năm, thím vẫn khỏe chứ? Ờ, thím vẫn khỏe. Vào đi con. Dạ. Sao lúc này con ốm dữ vậy? Dạ, tại vì con vừa đi học vừa đi làm đó, cho nên... Khổ thân chưa? Mỗi lần gặp lại, thím chẳng thấy con khá hơn trước chút nào hết hả? Mà càng lúc càng ốm yếu xanh xao vậy. Mẹ con mà nhìn thấy con như thế này chắc là sẽ đau lòng chết mất. Mẹ con vẫn hạnh phúc chứ hả thím? Hạnh phúc lắm. Nhưng bà nói hạnh phúc của bà chỉ trọn vẹn khi Bích Trâm con tôi về đây.
sợ con giận quá đi, làm sao dám nói. Mà nè, con có tính trở về gia đình không? Thím à, thím hiểu cho con, một khi con đã đi rồi thì con không muốn trở về nữa đâu. Mãi mãi và đến hết đời này cũng vậy, có phải thế không con? Nếu vậy thì con đừng về đây thăm thím nữa. Thím Năm. Bích Trâm, từ lâu thím biết phận mình là người ở, không nên nói nhiều. Nhưng vì cô Giáng Thu xem thím như thân tình, nên thím xem cô Thu như là em gái, và xem Bích Trâm cũng như con cháu ruột của mình. Vì vậy mà hôm nay thím có đôi lời muốn thức tỉnh con. Thím muốn con mở rộng lòng mình ra, hiểu cho mẹ của con. Con thử nghĩ lại xem, mẹ của con góa chồng kể từ khi son trẻ đến bây giờ, hơn 10 năm để nuôi con mình, không cần ai nói câu ân tình. Nhưng rồi nay mẹ con hạ phi đã chọn đình chương, là nơi nương tựa tâm thân. Đáng lẽ con mừng cho mẹ được tròn duyên, đời con trong tất giả triền miên. Trâm ơi, mẹ của con thủ tiết đã lâu, nay dẫu có chồng cũng đâu say quy. Tại sao con lại dùng những lời bắt bí để mẹ của con dương lấy đau sâu? Nay thím vạch trần ra cho cặn kẽ đuôi đầu, thím nói cho con được biết, nay còn có mẹ trên đời là phúc đức vô biên. Tại sao mà con chẳng biết yêu thương và trân trọng người mẹ hiền có công sanh dương? Rồi một mai mà mẹ con đã chết, thì dầu có khóc than cũng đã muộn màng. Lúc ấy cho dù nước mắt của con có chảy ngập cả thế gian, tràn đầy sóng biển, không thể làm sao mà cứu vãn, tìm lại được một người mẹ đáng kính yêu. Bích Trâm, nếu con cho rằng thím nói sai, thím hàm hồ, thì con cứ mắng vào mặt thím đi, thím sẵn sàng nhận lãnh. Xin lỗi thím, thím giận con thì thím cứ giận đi, chứ con không thể nào con nghe lời thím được. Hôm nay con mệt quá, con phải về sớm. Khi khác con ghé lại thăm thím nha. Bích Trâm. Hả? Thì ra không phải thím giấu con, nhưng vì con đến và đi quá vội vàng nên thím chưa kịp nói. Mấy ngày nay hai cô cậu đều đến đây chờ con, họ nói nhất định con sẽ đến. Hai cháu thấy rồi đó, bà thím này không có cách nào khuyên lơn được Bích Trâm. Hai cháu hãy cố gắng xem sao. Nếu hai người nghĩ rằng bằng mọi cách sẽ thuyết phục tôi trở về, thì đừng có hoài công vô ích. Hãy khoan nói đến những chuyện khác đi. Bích Trâm, tao nhớ mày lắm đó. Mày có còn xem tao là bạn không? Tao và anh Thôi định mấy lần đến trường tìm mày á, nhưng mà bác trai nói mày rất ghét ai đến đó tìm. Bác trai cũng cho biết á, là mày đã dời đi nơi khác, nên bọn tao cứ ở đây chờ.
sau cùng thì cũng gặp Bích Trâm. Đã hơn một năm mình xa cách bạn bè. Nè, anh Khôi sao không nói gì hết vậy? Nói với Trâm đi, sao anh lại im lời? Tại vì nãy giờ em dành nói hết trơn rồi, có chừa chỗ nào cho anh nói được đâu. Sao xa cách bấy lâu bây giờ gặp lại, hãy nói tao nghe câu chuyện của mày. Tại vì sao mày lại có mặt nơi này? Còn chuyện của tao thì chớ ai đá động để làm chi. Mày biết không, khi tao vừa sang Úc gặp được anh Khôi, bạn cũ chung trường, xứ lạ quê người mà gặp được đồng hương thì chẳng khác chi tao bắt được vàng. Lẽ ra hè này thì tao ở lại, nhưng chẳng hiểu sao anh Khôi đánh điện về nói với bác trai á, lời lẽ như thế nào mà tao được đi cùng vì có vé máy bay. Bích Trâm à, về công việc học hiện nay chắc là em vẫn còn tiếp tục chứ? Cuộc sống ra sao xin cho anh biết, vì đã bao ngày anh lo lắng cho em. Thành thật cảm ơn anh đã có lòng muốn hỏi thăm về sự sống hiện nay và quan tâm theo dõi việc học hành. Tôi trả lời rằng vẫn bình thản vậy thôi. Anh nghe Trang Đài nói là em đã có bạn trai, anh có hân hạnh được biết không vậy? Lúc trước gặp nhau ở bến sông đó, Tâm và anh chàng ấy vẫn còn tình cảm với nhau chứ? Còn chứ, hai chúng tôi rất xứng đôi, rất hợp nhau và rất yêu nhau. Anh ấy là một người tốt, anh ấy đã muốn nhà riêng cho tôi ở đó. Tuy nhiên anh ấy không rảnh để có cuộc gặp mặt với các người đâu. Ngay cả tôi cũng vậy, chỉ có các người mới là sung sướng nhàn rỗi. Thì hãy nên vui vẻ với nhau đi. Chào. Khoan đã Bích Trâm, hôm nay anh muốn nói chuyện với em. Tôi thiết nghĩ giờ đây giữa tôi và anh không còn chuyện gì để nói cả. Bích Trâm à, theo tao á thì mày hãy nán ở đây một chút để xem anh Khôi muốn nói chuyện gì. Anh Đình Khôi, anh ở đây nói chuyện với Bích Trâm nha. Em có việc phải vào trong một chút. Bích Trâm, hơn một năm nay anh lên đường đi du học nơi đất khách quê người thiếu hẳn mọi tình thương. Cứ mỗi khi đối diện với đêm trường, lòng anh chạnh nhớ cố hương mà nghe bàng hoàng trong tức dạ. Bích Trâm, ngày nay có dịp về đây mừng vui sung sướng biết bao nhiêu. Xa xứ đã hơn năm nay, lòng anh nhớ em vô hạn. Duyên xưa như mộng thôi, nào đó khác cánh bờ trôi đã dưới ngàn khơi. Một năm qua những tưởng tình của đôi ta đã phai nhòa theo năm tháng. Sau trận mưa giông thì trời lại sáng. Đừng gieo cay đắng cho nhau để ruột tắt lòng đau đứt đoạn nghĩa thâm. Anh xem Bích Trâm như là em ruột của mình, lòng mong muốn cho em vuông tròn hạnh phúc và trở lại gia đình bên quyết nhục đoàn viên. Vì thu bao ngày đau đớn vô biên,
sao em không nghĩ lại mà quay về với mẹ? Anh không cần phải phân trần mỏi lẻ, vì hiện giờ đây tôi biết sống cho mình. Từ giờ phút này tôi tha thiết gian sinh, tôi xin các người hãy để cho tôi yên, đừng quấy rầy thêm nữa. Bích Trâm à, nhưng anh muốn là em hãy hứa về lại với gia đình cho mẫu tử đoàn viên. Tôi cảm ơn anh nha, cảm ơn anh đã có lòng nghĩ đến tôi. Nhưng chuyện này thì chắc là tôi không thể. Chào anh. Bích Trâm. Ủa, Bích Trâm đâu rồi anh? Anh không ngờ Bích Trâm lại bướng bỉnh quá như vậy. Gần 2 năm rồi, nhưng trong lòng của Trâm vẫn không có chút gì phôi pha cả. Em biết, em biết anh rất buồn khi cảm thấy tâm nguyện khó hoàn thành. Em sẽ đứng cùng một chiến tuyến với anh. Em muốn cùng anh bù đắp lại thiệt thòi mất mát cho Bích Trâm. Cảm ơn lòng tốt của em. Thật ra thì lâu nay anh muốn nói với em một điều. Điều gì vậy anh? Anh muốn nói là... Là sao anh Khôi? Ngày tháng niên trôi, mộng vàng thầm lén đêm côi, ước mơ dạt dào, gặp mặt chẳng nói nên lời. Tháng say mật ngọt, tình nồng nàn sẽ chung đôi, hãy đến nhau trong nỗi nhớ. Đừng nghĩ xa xôi, ngày dài tình sẽ qua thôi. Ước mơ làm gì, chuyện tình dài sẽ buồn phiền. Ngọt say ngọt ngào, hồn giật giờ những thơ ngày, hãy đắm say dòng suối tình. Đừng luyến lưu, hãy xem như đôi bạn. Nghi quá, thường ngày em khó tánh và chuyên quyền với anh chưa đủ hay sao? Không sợ một ngày nào đó anh không còn chịu nổi em nữa, anh sẽ chạy trốn hay sao? Đố anh dám à? Anh đừng có quên, nếu không có em á thì anh sẽ mất tất cả đó. Giọng nói của người nam kia sao mà quen quá? Phải rồi, giọng nói đó là của anh Duy mà. Nhưng mà mình có nên quay lại để xác định hay không? Nhưng dù sao á thì anh Duy, thì ra anh cũng là một kẻ tiểu nhân. Để hèn đốn mặt, anh nỡ đi lường gạt à? Hai cuộc đời trong trắng thơ ngây. Anh Duy, anh hãy nghe đây, cô ta đó là giữa nơi này anh nói ra ngay. Đẹp ơi em bình tĩnh lại, nghe những lời anh sẽ nói ra. Anh không hề quen biết cô ta mà,
gặp giữa đường thật quá lạ xa. Anh Duy, anh quá là đốn mạc. Ăn cháo rồi định đa bát hay sao? Anh hãy giải thích cho mau. Nếu không thì chẳng thể yên đâu. Nói mau, anh nói mau. Nè, con quên. Cô định làm gì vậy chứ? Nếu cô có điên thì cô vào nhà thương điên mà ở đi, đừng có ở đây mà sủa bậy cắn bạ nữa. Cô nghe rõ rồi đó, chồng tôi nói là chồng tôi không hề quen biết với cô. Cái gì? Cô nói sao? Người này là chồng của cô à? Lạ không? Tôi chưa từng quen cô thì tôi nói láo cô đi làm gì? Hả? Trời đất ơi, sao nhìn tôi dữ vậy? À phải rồi, Tôi biết tôi xấu, nhưng mà là tôi tin đẹp đó. Tin đẹp đó biết không? Tôi có một ông chồng đẹp trai như vậy, không ít người nhìn chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên rồi. Nhưng mà tôi nói cho cô biết nha, tôi xấu nhưng mà tôi có gia tài sản nghiệp. Người đàn ông nào cũng cần danh vọng địa vị hết á. Ngay cả về người chồng hiện nay, Duy đúng là mặt mày đẹp trai, thế nhưng chẳng dám cùng ai mà say tổ ấm. Bỏ tôi bao giờ cô mình nên nằm mơ. Đủ thông minh để hiểu rằng những gì tôi nói chứ, và tự nguyện rút lui đi, tránh đường cho tôi đi. Trời ơi, thật là khốn nạn mà. Sao đứng như chờ chồng vậy? Không chạy kẻ luôn đi. Đẹp à? Đẹp, em đi đâu vậy? Em không tin anh sao? Tin anh hả? Tin, nhưng mà tôi tin anh không dám bỏ tôi đâu. Vì anh đâu nỡ đánh mất cái oai danh và sự giàu sang đang có chung quanh anh chứ. Nhưng anh đừng có tưởng là tôi không biết gì nha. Cái cô gái hồi nãy á là nhân tình của anh chứ gì. Trời ơi, em nói cái gì vậy? Đâu có. Anh còn dám chối nữa hả? Được rồi, vậy thì tôi cho anh biết bản lĩnh của tôi đây nè. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh á thì mọi nghi ngờ của tôi đều đúng cả mà. Hả? Có nghĩa là em... Suốt mấy tháng đài bắt đầu khả nghi. Muốn biết anh có bộ chi nên tôi mướn người theo dõi. Và bây giờ đã phát hiện ra anh xây tổ ấm với cô ta mà. Anh bỏ tiền ra mướn nhà chúng ta. Vì vậy mà những lúc gần đây tôi cấm cố anh không cho anh đi lại. Bởi thế nên anh buồn bực lắm phải không? Nhưng mà tôi thách anh nó dám bỏ con này à. Nè nè đẹp ơi, sao em nói chuyện lạ kỳ? Vợ chồng nhau mà bỏ cái gì hả? Dẫu biết rằng em xấu xí dung nhan. Tôi hiểu người anh đâu nỡ bỏ tôi cho đành. Tôi xấu mà dữ hơn bà chằn. Tôi hiền, nhưng mà thôi chuyện này tôi xù hết cho anh nha. Được rồi, tôi bỏ qua chuyện này. Nhưng mà anh phải làm cho tôi một hành động để chuộc lỗi. Cái gì? Hành động gì? Tối nay anh phải đưa tôi đến gặp con nhỏ đó để nói dứt khoát về cái chuyện. Đẹp ơi, có cần như vậy không em? Nếu anh không đồng ý hả thì ngay bây giờ tôi sẽ về bên má ruột tôi ở luôn. Mọi việc sau này thì anh đừng có trách tôi đó. Trời ơi, thôi được rồi, em là bà trời mà, em muốn gì lại không được. Anh sẽ chiều ý em đó. Vậy mới là chồng ngoan của em chứ bộ. Tưởng tượng rằng
anh Duy đã có vợ, còn là một kẻ núp bóng dưới dạng áo đàn bà nữa. Duy, Duy ơi, hình ảnh đẹp đẽ của anh trong lòng em đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Bích Trâm, Bích Trâm ơi, mày đã làm to rồi, mày đã bị người ta lừa gạt một cách thảm hại. Cuộc đời của mày đã đến ngày tận số rồi. Mọi chuyện không may liên tục xảy đến, giờ cảm thấy mình như đã cạn đi nguồn sinh lực, chẳng khác nào con thuyền lên đến trên lường sông giữa biển khơi. Tại sao trong tình cảm của cuộc đời mình là người luôn bãi trần mà thôi? Toàn thân tôi ôi đớn đau, dường như ai đang dò thám tim mình. Nay nhớ lại những lời khuyên dạy của thiên năng, hối hận ăn năn trót đã muộn màng. Thôi chẳng còn gì liên tiếp ở trần gian. Mẹ ơi, giờ đây con hiểu được mẹ, thì mọi việc đã muộn màng rồi. Bấy lâu nay con đã gây cho mẹ lắm điều đau khổ, thì nay con không thể nào tiếp tục để cho mẹ phải khổ đau thêm. Con đã chọn cái chết bằng nghĩ thuốc ngủ này là để mong rửa sạch tội lỗi của mình. Mẹ ơi, không còn bao lâu nữa con sẽ thăm vào người con, và con sẽ vĩnh viễn lìa xa mẹ. Mẹ, con xin mẹ hãy tha tội bất hiếu cho con. Con chúc mẹ ở lại bình con vĩnh biệt mẹ. Hả? Trời ơi, Bích Trâm, Bích Trâm ơi, em là sao vậy nè? Bích Trâm ơi, tỉnh lại đi em. Bích Trâm ơi, Duy, anh còn đến đây để làm gì nữa? Trời ơi, Bích Trâm ơi, anh xin lỗi em. Anh biết anh đã làm tổn hại đến em, nhưng anh không phải là kẻ lừa dối đâu em à. Anh yêu em rất thật lòng mà, Bích Trâm ơi. Không, anh không đáng, anh không có đáng. Con người của anh giả dối, anh không đáng, anh không đáng lắm mà. Trời ơi, Bích Trâm, Trâm ơi, anh rất đau lòng.
mắt mai thì xanh sao. Bích Trâm ơi, hãy tỉnh lại đi. Bích Trâm ơi. Trời ơi, thiệt là quá lắm rồi mà. Vô khỉ tôi ở ngoài xe để vào đây ôm mắt con quỷ cái đó hả? Duy ơi, có phải là anh muốn cho tôi tức vợ bật tôi chết phải không? Trời ơi, thôi cô nín đi. Đủ rồi. Anh không muốn vào đây ôm ấp Bích Trâm như lời của em nói đâu. Em xem nè, cô ta đã bất tỉnh nhân sự, thân thể lạnh ngắt như người chết đây nè, em không thấy sao? Ê trời ơi, sắc mặt cô ta dễ sợ quá vậy. Anh có biết cô ta làm sao không? Thôi hay là hai vợ chồng mình đi về đi, không khéo là mang họa bây giờ. Đi về đi anh. Cô làm gì vậy? Thì đi về chứ làm gì. Ê trời đất ơi, mấy cái dĩ thuốc này có phải là thuốc ngủ hay không? Đúng rồi, đúng là thuốc ngủ rồi. Chết rồi, chắc chắn là cô ta nguyên sinh bằng thuốc ngủ rồi. Nguyên sinh à? Chứ còn gì nữa. Không được đâu. Nếu người ta ở đây mà la ó ồn ào, phát giác ra thì sẽ rước quả vào. Chứ ở đó coi chúng ta gặp khó, sao cứ ở đó chạy liền ra ngõ. Thôi em đừng có giỡn nói đi. Dẫu phiền cũng phải cứu người. Mạng sống của con người rất là quan trọng, em có hiểu không? Theo anh đi, ta cùng đưa Bích Trâm vào bệnh viện em à. Trời ơi, bọn điên rồi sao? Rủi cô ấy chết người ta sẽ đổ tội cho mình đó. Duy à, em lại anh đừng có xen vào chuyện này nữa mà. Em lại anh mà. Nín đi. Cái gì? À, dạ. Anh nhất định phải cứu người. Theo anh, mau lên. Anh Duy, anh Duy. Trời ơi, thiệt là rõ ràng mà ách giữa đàn muốn ăn dầu cũ. Nếu mà biết như vậy ai thèm tới đây chi cho mang khổ à. Tôi vẫn còn sống đây mà. Nhưng sao đầu óc vẫn còn nặng nề nhức buốt, và thân thể dường như có vật gì đè nặng, không sao ngồi dậy được. Có ai không? Có ai không? À, cô tỉnh rồi sao? Trời ơi, cô làm cho chúng tôi lo sợ muốn chết được luôn vậy đó. Bác sĩ thật tài tình nha. Bác sĩ nói hôm nay cô sẽ tỉnh mà. Thì ra cô đây là... Đẹp. Cô là Hai Đẹp, vợ Canh Duy đây. Cô là... Hai Đẹp. Ừ, phải rồi. Hai Đẹp là tôi đây nè. Bởi vì hồi trước cha mẹ tôi sanh tôi ra tôi xấu xí lắm, nên cha mẹ tôi mới đặt cho tôi cái tên Đẹp này nè. Mong rằng nó lớn lên tôi sẽ đẹp. Nhưng mà không ngờ khi càng lớn lên á thì tôi càng đẹp hoài, vẫn đẹp hoài đó thôi. Mặt mũi tôi cũng thua mọi người, còn tướng đi thì dĩ kỳ quá tôi. Còn cái môi tôi nó dày cùi dày cùi, lại còn nước da đen thùi lùi như lọ cháo thang. Đó, tôi đã thấy sắc đẹp lạnh lùng của tôi chưa? Nhưng mà tại sao cô lại ở đây? Cô đến đây để làm gì? Cô hãy đi đi. Tôi không bao giờ đoạt chồng của cô đâu. Cô hãy về mà giữ lấy ông chồng quý báu của cô đi. Đi. Cô đừng có la lớn như vậy chứ. Cô nào có ác ý như vậy đâu. Cô điên khùng nên uống thuốc ngủ tự giận. Cũng may là vợ chồng tôi đến kịp lúc để cứu cô đó. Báo hại tôi bỗng dưng phải nuôi cô mấy ngày nay, cực cũng gần chết trong bệnh viện này chứ bộ sướng ít gì sao. Tôi đối xử với cô tốt vậy đó, mà cô không mang ơn tôi, giờ cô tính làm dữ tôi nữa hả? Thật ghét quá. Hai người cần gì phải đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Bộ chị quên rằng tôi là tình địch của chị hay sao? Chuyện đã như vậy rồi, nhưng mà tôi không muốn làm khó dễ gì ai đâu. Tối đêm đó đó, thật tình là tôi dự định đi kiếm cô, để tôi đây quậy. Không ngờ cảnh tình như vậy, cô quyên sinh quá quá bậy.
hình không còn động đậy, sợ rằng vợ chồng liên lụy nên đành phải cứu cô liền. Vì người đàn ông tánh tình tử vẫn là hèn, cô phải xem sinh mạng của mình trên đời trọng hơn. Sáng nay chị vừa gặp cô, chính tôi cảm tình nóng vô, bởi vì thân hình của tôi xấu xa thật là ngố. Tôi rất ai xinh đẹp nhưng lại nghĩ suy biết đồng cảm không xót thương tâm phần im dần. Thế nên mấy ngày đã qua chẳng nài khó nhọc lo về bình tình của cô. Nè nha, mong là sao làm chết thuộc này rồi nghe cô đừng có làm bậy bạ nữa nghe không. Cô làm sao vậy? Bộ tôi có xúc phạm gì tới cô không? Thôi thôi nha, nếu có thì tôi xin lỗi cô nha. Nếu cô không thích thì tôi không có nói nữa đâu. Tôi hứa là tôi không có nói nữa. Không phải. Nhưng mà sao là cô lại khóc? Tại vì chị nói đúng lắm nên khiến cho tôi xúc động mà khóc đó. Chị đẹp, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị đã đem tình yêu ra mà đối xử với tôi. Trời ơi, thiệt cô y như trẻ con vậy đó. Cô khóc vì xúc động mà tôi hết hồn hết vía. Thôi được rồi, bây giờ cô tỉnh lại là điều đáng mừng rồi ha. Bây giờ cô hãy tĩnh dưỡng đi, mọi chuyện gì á từ từ rồi hãy nói. Nhưng mà tôi phải nói trước chuyện này nha. Chuyện gì vậy chị? Tôi đây rất giàu có, sau khi lành bệnh rồi á, nếu mà cô cần gì á giúp á ha, hay là muốn cái gì á cô nói đi, tôi sẵn sàng tôi lo cho cô. Nhưng mà chỉ có một điều là cái người chồng yêu quý của tôi, yêu quý của tôi là anh Duy á, thì tuyệt đối là tôi không có nhường cho cô đâu nha. Tôi hứa là tôi sẽ đền bù cho cô thật xứng đáng. Chị đây, chị quá tốt với em. Giờ em cảm thấy mình xấu hổ. Không phải em biện hộ cho mình, mà thật tình là em đây trong hiểu biết nhiều về anh đi. Và em nào cho hay vợ rồi nên trao với cuộc đời. Giá như mà em đây hiểu sâu thì sẽ không làm khổ cho chị đâu. Và bây giờ thì xin lỗi chị. Đừng, cô đừng có làm như vậy. Tôi hiểu, tôi rất hiểu. Ít có người đàn ông nào chịu nhận mình đã có vợ với một cô gái mà hắn muốn chinh phục cả. Tôi không trách cô đâu, mà tôi cũng không trách anh Duy nữa. Bởi vì tôi không phải là một người vợ vẹn toàn. Kìa, sao chị lại nói như vậy? Hãy để cho tôi được tâm sự với cô đi. Đôi khi tôi cũng cần tâm sự cho vơi nhẹ cõi lòng chứ. Cô biết không, tôi vừa lùn nè, vừa xấu mà lại không có sinh đẻ được nữa. Ngày tôi yêu Duy á, anh ấy nghèo sơ nghèo xác à. Địa vị danh vọng của ảnh á, ngày hôm nay là đều do cha mẹ tôi ban cho. Và luôn cả gia đình của ảnh cũng đều lệ thuộc vào chúng tôi nữa. Nếu ảnh làm gì cái đạo vợ chồng mà cha mẹ tôi biết được á, thì sẽ tức phế lập tức khỏi cái ngôi vị hiện tại này. Vì ngày xưa từ khi lấy anh vẫn biết anh Duy chẳng hề biết ta tình yêu kết chúng đôi để muốn đổi thay cuộc đời. Còn riêng tôi thật lòng yêu Duy, nhưng đến bây giờ đây xem hai người ấm êm sao lại sầu thảm.
Trâm ơi, trong cuộc sống vợ chồng cô luôn tỏ ra mình là một con người có quyền hành tuyệt đối. Thậm chí mà khi mà tôi nổi nóng lên á là tôi la lối và trói buộc anh Duy như kẻ lưu đày. Vì thế nên anh cao cách tự do cuộc sống bên ngoài. Thật tình mà nói, xưa nay anh có nhiều lần mèo chuột, nhưng chưa bao giờ dám xây dựng tổ ấm riêng. Có lẽ là anh đã yêu cô nên muốn có cuộc sống lâu dài hạnh phúc. Lần ta ra này khiến cho anh căm tức, lại còn đứng đào rai rứt ở trong lòng. Xin cô hiểu dùng và hãy cảm thông, tôi là vợ của Duy và hết lòng thương anh ấy, nên không thể để mất chồng yêu quý. Vì vậy tôi phải làm con vợ mộng cả hai. Không phải, chị không phải làm tan vỡ, mà chị đã thức tỉnh em ra khỏi cơn mê muội. Chị đẹp à, em mang ơn chị vô cùng. Chị chẳng khác nào là một người đã tái tạo lại em. Chị nào có công lớn gì đâu Trâm à. Chị rất mừng á, là chúng ta là hai kẻ thù hằn mà đã hiểu được nhau. Em nói đi, em cần cái gì á, chị giúp đỡ cho em. Em cần chị giúp đỡ một điều. Điều gì em nói đi. Em nhớ mẹ của em quá. Em muốn được gặp lại mẹ em, và em muốn trở về nhà. Được được. Nè, giấy viết đây nè, em hãy ghi địa chỉ cho chị, hoặc là số điện thoại, chị sẽ báo tin ngay. Dạ. Nè, chị gọi số này, chị xin gặp bà Giáng Thu, người đó là mẹ của em. À, chị sẽ đi gọi ngay. Em chờ chị một chút nha, mẹ của em nhất định sẽ tới ngay thôi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Có chi có chi. Không ngờ tình yêu của chúng ta gặp nhiều ngang trái, chưa trọn giấc mơ lòng lại phải chịu sầu đau. Nhìn những giọt nước mắt em rơi, lòng anh luôn nghẹn ngào, nhưng biết phải làm sao cho xứng dày tình mâu tư. Bởi quá yêu em không thể đành, nhìn em luôn những nhớ mong.
đây khó mong sum dây lòng càng thấy lớn đình chương ơi em chi xiết buồn dáng thôi đã một năm qua em nhỏ lại tuôn xa mang nỗi sầu đây Bích Trâm cũng sẽ qua về. Em đừng quá bi quan thất vọng não nề rồi lại để cho nỗi sầu tư dằn vặt tự đài đọa cuộc đời anh chúa xô biết làm sao trong khi chẳng tin tức gì về Bích Trâm nữa cả. Em đừng buồn cô nén băng khoăn, hãy tin tưởng rằng ngày mai trời lại sáng. Em muốn nghe theo anh mà sao buồn tim đau nhói khi cánh chim bơ vơ về nơi cuối nẻo chân mây. Đừng buồn phiền em ơi, nhìn thân em xa xưa gầy lòng này thương tâm, càng yêu em thiết tha vô ngần. Tạo quá ông sắp bài chi cảnh tình ngang trái cho mẫu tử thiên liên phải chia biệt lối đường. Ôi tình mẹ thương con thật cao cả khôn lường, nhưng em chớ nên tự dài dò tấm nào. Nếu xét cho cùng cái lỗi này đâu phải do em, vẫn biết rằng không phải lỗi do em, nhưng tình mẫu tử phân ly em đứt từng đoạn ru. Anh tin tưởng sẽ có ngày sum hiệp, bởi lẽ ông trời đâu nỡ phụ người ngay. Thôi gián thu em, chúng ta về đi, biết đâu chừng một ngày gần đây sẽ có dịp mai đưa đến cho chúng ta. Vâng, chúng ta về. Gián thu à, em hãy bình tĩnh đi, chắc Bích Trâm không sao đâu. Người ta báo tin Bích Trâm nó đang nằm viện ở đây, em lo lắng quá. Đi nhanh lên đi anh. Đúng rồi, phòng này đây. Con gái của mẹ, con. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con, mẹ cũng nhớ con không sao kể xiết Bích Trâm mà. Mẹ ơi, con những tưởng là mẹ con ta. Sẽ không còn gặp mặt với nhau. Con thật là bất hiếu, để cho mẹ phải khổ đau. Giờ ân hận biết bao, mẹ đánh con đi cho mẹ được vơi sầu. Con dầu cho con lỗi lầm mà tới đâu chăng nữa, mẹ nỡ đâu đánh đập
sanh thành. Cuộc đời dù hất hủi nhưng vẫn còn có mẹ đây. Con ngã thì mẹ sẽ đỡ nâng, con hãy yên tâm chứ nên lo lắng điều gì. Bích Trâm ơi, vừa rồi nghe bác sĩ nói rằng con tự giận. Trời ơi, tự giận bằng thuốc ngủ cho nên mẹ con rất đổi đau lòng. Tất cả chúng ta cùng chung một gia đình, và mọi người đều lo lắng sao con giải khờ đi quỷ hoại tâm thân. Mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi. Thật sự bây giờ con đang hối hận ăn năn. Con xin tất cả những người thân hãy rộng lòng tha thứ. Nay con muốn trở về bên quyết nhục thân tình. Bọc yêu thương bên vòng tay mẹ và những tình cảm ngọt ngào của những người thân. Mẹ ơi, có thể trôi ngược lại thời gian thì con sẽ là đứa con ngoan của mẹ. Con sẽ chẳng bao giờ bỏ đi đâu cả, vì con đã trải qua cơn ác mộng cuộc đời. Tội nghiệp cho con của tôi. Mẹ, mẹ ơi, giờ đây con cứ xem như tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Khi nhận lại cũng là lúc con quên đi tất cả. Phải con à, những gì trôi qua thì sẽ không bao giờ trở lại. Chỉ cần từ nay con biết thần cao đầu, bước thẳng về phía trước thì tương lai sẽ rực rỡ muôn màu. Và mọi sự sẽ bắt đầu tươi đẹp, trút hết mọi ưu phiền đã có mẹ kề bên. Con không còn vấp ngã nữa đâu, và cuộc đời sẽ không còn là hố sâu đen tối. Ôi tình mẫu tử thiêng liêng đậm đà thắm thúy, dẫu sông cạn đá mòn dần bền bỉ không phai. Bà Bích Trâm em. Bích Trâm, mày khỏe rồi đó hả? Dân, Trâm đã khỏe. Hôm nay gia đình sum họp, thế là trùng phùng rồi. Giờ đây tất cả đã qua rồi, những ngày đen tối âm u từ nay sẽ không còn nữa. Bích Trâm, con hãy tin tưởng ở mẹ con. Một lần vấp ngã là một lần khôn, con hiểu không? Và đừng bao giờ quên rằng chỉ có mẹ mới là tuyệt vời nhất thế gian này. Dượng, con xin cảm ơn những lời chỉ dạy quý báu của Dượng. Bích Trâm, nãy giờ ba, mẹ, ai cũng nói rất hay, nhưng anh còn muốn bổ sung thêm một chút ít. Chẳng hiểu em gái của anh có bằng lòng không? Dạ, anh nói đi. Anh muốn nói là kể từ nay bên cạnh Bích Trâm còn có người anh trai nữa, lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc.
và luôn chiều hết và yêu thương của cả cô bạn cùng học chung trường, cũng sẵn lòng chia sẻ với em bao nhiêu sự ngọt bùi đắng cay. Bố cả ai sợ tôi quên sao vậy, nên đã dành phần nói trước thế kia. Giờ đây tôi không gọi bạn trang đài, mà tôi phải gọi là dì dâu. Nhỏ Bích Tâm này nè, cứ trêu ghẹo tao hoài à, biết phần phước mình có dịp mai. Trang Đài à, cháu có phần phước đó, sau này chắc chắn cháu sẽ là con dâu của họ Lâm thôi. Đình Khôi này đã nói với chúng ta rồi, sau khi học xong sẽ chính thức cưới cháu làm vợ đó. Việc đó thật đáng mừng, em xin chúc mừng anh chị. Nhưng hôm nay sự trở về cội nguồn của Bích Trâm mới là việc đáng mừng hơn cả. Những người thân của chúng ta đều dư sướng đó Trâm à. Được rồi, bây giờ để tôi đi nói chuyện với bác sĩ, xin cho Bích Trâm về nhà tĩnh dưỡng. Phải đó, em cũng muốn được gần gũi con gái và chính tay em săn sóc cho nó. Được được, anh sẽ làm theo ý của em ngay nè. Đình Khôi và Trang Đài ra xe sắp xếp công việc đi nha. Dạ, chúng con đi liền. Mẹ, mẹ ơi, con giống như một chú ngựa sau bao ngày dài trên sa mạc, xông pha nơi quan giả, đã bị sút móng, bị chấn thương. Bây giờ mệt mỏi nhưng đã tìm về được mái ấm. Con được mẹ hết lòng khoan dung che chở, và con được ngã bên vòng tay mẹ để lắng nghe mẹ hát ru con như ngày nào con còn ấu thơ. Con gái của mẹ.